để cứu sống đứa con trai mắc bệnh bạch cầu. Mẹ đơn thân đã bán mình cho đại gia. Đó là cách mà cô ấy có thể gom góp được 250.000 đô la để điều trị cho con mình. Ngay cả khi cô có không muốn làm việc này như thế nào đi nữa, thì cô cũng không có cách nào khác cả. Vì đứa con trai đang nằm viện của mình, cô ấy chỉ có thể từ bỏ phẩm giá của mình xuống. Lúc bình minh, người phụ nữ rời khỏi phòng. Cô lặng lẽ đi xuống lầu, nhặt tiền mặt mà gã đàn ông giàu có kia đã để sẵn ở đó. Sau đó cô rời khỏi khách sạn ngay lập tức. Lúc này, người đàn ông giàu có cũng đã tỉnh giấc. Anh ta đứng ở trên lầu và nhìn chằm chằm về phía Sarah. Sau đó làm lộ ra vẻ mặt vô cùng thất vọng. Anh ta nghĩ rằng Sarah tiếp cận anh ta chỉ vì tiền mà thôi. Nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được là khoảnh khắc mà Sarah nhận túi tiền đó, cô đã vội vã đến bệnh viện, thanh toán chi phí phẫu thuật cho con trai của mình. Thời gian trước đó, Sarah đã thử mọi cách, thậm chí cầu xin cha của người chồng đã chết. Nhưng bố chồng cô chưa bao giờ coi cô là con dâu trong nhà. Ông nghĩ cái chết của con trai mình tất cả là do Sarah gây ra. Thậm chí ông còn không cho Sarah mượn lấy dù chỉ là một xu. Sarah tuyệt vọng vô cùng. Điều này đã khiến hy vọng cuối cùng của cô đặt lên người của chủ tịch một công ty giàu có. Và người đàn ông này chính là Jai. Nhưng Sarah mới đi làm cách đây không lâu, mặc dù khả năng chuyên môn của cô rất tốt. Nhưng làm gì có một người sếp nào có thể đồng ý với một yêu cầu thái quá như vậy cơ chứ? Tôi có thể tạm ứng tiền lương được không ạ? Được chứ, cô đến phòng kế toán lấy nhé. Nhìn thấy Jai dễ dàng đồng ý như vậy, Sarah có chút khó xử. Nhưng cô vẫn sẽ định thử một lần này xem sao. Cô nói rằng cô cần 250.000 đô la Mỹ. Jai rất ngạc nhiên trước yêu cầu này của cô. Anh ấy yêu cầu Sarah ngồi xuống và nói chuyện với mình. Anh nói rằng Sarah làm việc còn chưa đầy 3 tháng. Bây giờ cô ấy lại dám đưa ra yêu cầu như vậy. Cho dù năng lực của Sarah là rất tốt, nhưng sẽ không có sếp nào dám tuyển một nhân viên như cô vào công ty cả. Và lý do tại sao Sarah không dám nói sự thật, đó cũng là bởi vì khi cô đến phỏng vấn, một người bạn đã từng nói với cô rằng, đừng bao giờ nói ra rằng cô đã có con. Jai rất nghiêm khắc với nhân viên của mình. Anh không thích tuyển phụ nữ đã có gia đình vào công ty. Anh sợ rằng người đã có gia đình riêng sẽ không tập trung làm việc được. Mặc dù Sarah rất vội vã tìm cách kiếm tiền đóng viện phí cho con, nhưng cô cũng không thể nói ra sự thật được. Điều này cũng làm giảm đi sự ấn tượng của Jai về Sarah. Ngay khi Sarah nghĩ rằng mình không còn hy vọng nữa, Jai bỗng dưng nói rằng tôi có thể đưa số tiền đó cho cô. Nhưng có một điều kiện là... Thấy vậy, Sarah nhanh chóng gật đầu và đồng ý, hãy ngủ với tôi một đêm. Anh nói gì cơ? Hành vi này của Jai, theo ý kiến của Sarah thì nó đơn giản là quá vô lý. Cô giận dữ rời khỏi văn phòng. Nhưng cô không thể ngờ được rằng đây chỉ là sự cám dỗ ban đầu của Jai đối với cô mà thôi. Từ lần đầu tiên Jai nhìn thấy Sarah, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô rồi. Nhưng ngay cả như vậy, từ khi còn nhỏ Jai đã có thành kiến lớn với phụ nữ rồi, nó cũng có liên quan đến người cha đã khuất của anh ấy. Anh sẽ không dễ gì tin tưởng một người phụ nữ xinh đẹp cả. Nhưng anh lại rất hài lòng với phản ứng của Sarah lúc nãy. Khi Sarah vừa đi ra ngoài, cô đã nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ. Cuộc gọi này đã khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Nếu như Sarah không thể huy động tiền vào ngày mai, bác sĩ sẽ chọn một bệnh nhân khác để chữa trị. Nó cũng có nghĩa là Sarah chỉ biết bất lực nhìn con mình chết, không có sự lựa chọn nào nữa cả. Sarah trở lại văn phòng một lần nữa, nhưng Jai thì lại không biết gì về những điều mà Sarah phải trải qua. Vẻ mặt anh ngày càng lạnh lùng, ngay cả khi anh ấy có phải lòng Sarah đi chăng nữa. Nhưng trong lòng Jai vẫn rất thất vọng. Cứ như thế hai người họ hẹn gặp ở một địa điểm nào đó. Sarah đến bệnh viện thăm con trai. Đây là động lực duy nhất để cô tiếp tục sống. Dù cho có phải hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa, Sarah cũng chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi. Đêm đến cô ấy chọn một bộ quần áo trang trọng. Đó là một chiếc váy đen quyến rũ. Trước khi bước đi, cô đặt úp di ảnh người chồng quá cố xuống. Khi Sarah xuất hiện ở khách sạn, Jai đã nhìn Sarah từ trên xuống dưới. Sau đó buông lời nói một câu, màu đen có lẽ rất hợp với cô đó. Và cô cũng rất đẹp. Nhưng thật đáng tiếc, đêm nay nhất định là một kỷ niệm khó quên. Người mẹ đơn thân bị ép đến bước đường cùng, cuối cùng chọn cúi đầu trước hiện thực, từ bỏ nhân phẩm của mình để đổi lấy sự sống cho con trai mình. Ngày hôm sau, Sarah đã nhận được số tiền cứu mạng như cô mong muốn. Nhưng trái tim cô đau thắt lại. Trong một khoảng thời gian dài, cô không thể nào bình tĩnh lại nổi. Và ở phía bên kia Jai cũng có cảm giác tương tự. Có rất nhiều người đẹp xung quanh anh ấy, nhưng anh chưa bao giờ đặt họ vào mắt cả. Điều duy nhất khiến trái tim anh loạn nhịp đó là Sarah. Nhưng sự rung động đó đã hoàn toàn biến mất vào đêm qua rồi. Nhưng may thay, ca phẫu thuật của con trai Sarah diễn ra tốt đẹp. Cậu bé tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tại nơi làm việc, kỹ năng chuyên nghiệp của Sarah cũng đã giành được sự công nhận của công ty, thậm chí có thể được giao phụ trách các dự án lớn. Nhưng khi mọi thứ như đang đi đúng hướng, lại có một sự cố đã xảy ra. Jai đã đứng lên đích thân đề nghị rằng Sarah sẽ đi cùng anh trong một chuyến công tác nước ngoài. Con trai bị ung thư máu vừa mới được phẫu thuật xong. Mẹ ở ngoài phòng bệnh lo lắng suốt 2 ngày 2 đêm, còn chưa đợi cho đến khi con trai mình tỉnh dậy. Sarah đã nhận được cuộc gọi của công ty. Jai thực sự đã yêu cầu cô đi cùng anh ta trong một chuyến công tác nước ngoài. Làm sao Sarah có không lo lắng về sự an toàn của con trai mình được?
nhưng cô ấy cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân không tiền không quyền. Sarah không thể ở bên con lúc quan trọng nhất, cô vẫn chạy đi để kiếm sống. Trên máy bay, Jai vẫn luôn tìm cách dò thám Sarah. Anh muốn biết cô ấy là kiểu phụ nữ như thế nào, nhưng Sarah chỉ nói chuyện với anh ấy về công việc, không có gì khác cả. Hôm đó họ đã thề với nhau rằng đêm hôm ấy qua đi, không ai bao giờ đề cập đến điều đó một lần nữa. Hai người cũng đã tuân thủ lời hứa đó, và lần này dự án diễn ra tốt đẹp. Khả năng làm việc chuyên nghiệp của Sarah đã khiến Jai phải nhìn cô bằng con mắt khác. Anh định mời Sarah đến một nhà hàng để ăn mừng, nhưng không ngờ cô ấy đã từ chối. Jai chỉ có thể giả vờ không quan tâm và gật đầu để cô đi, nhưng anh ấy đã thay đổi quyết định và nảy ra một ý tưởng mới. Sau đó hai người bước vào thang máy. Jai do dự một lúc lâu, anh không biết nên nói gì cả. 300.000 đô la Mỹ, anh nói cái gì cơ? Ngủ với tôi thêm một đêm nữa. Nhưng điều khiến Jai phải ngạc nhiên là nghe xong câu đó, Sarah đã tức giận rời khỏi thang máy. Jai không thể nào hiểu được tại sao lần này anh lại bị Sarah từ chối như vậy. Sau đó Sarah về phòng thu dọn hành lý lại, nhưng cô đã bị Jai chặn lại. Tôi sẽ không để em rời khỏi đây đâu. Đêm nay em hãy ngoan ngoãn mà ngủ tại khách sạn này đi. Nếu như nhất định phải đi chỗ khác, người đó cũng nên là tôi. Trên đường về nước, Jai vẫn luôn đặt câu hỏi cho Sarah. Tại sao lần đầu tiên em lại đồng ý? Nhưng Sarah không muốn nói chuyện với Jai chút nào cả. Cô cũng không hề đề cập đến vấn đề tiền nằm viện của con trai. Sau khi xuống máy bay, cô tức tốc đến bệnh viện, nhìn thấy con trai mình đã tỉnh lại và còn cả nhà tài trợ tốt bụng nữa. Cho dù Sarah có phải chịu ấm ức bao nhiêu đi chăng nữa, miễn là con trai cô được an toàn, Sarah sẽ quên đi tất cả những rắc rối của mình. Nhưng ngày hôm sau lại có một sự cố khác xảy ra. Đối với một người như Jai mà nói, mặc dù anh không dễ dàng gì để tin tưởng vào một người phụ nữ, nhưng một khi mà anh ấy gặp một người mà anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ cố gắng hết sức để đến gần họ. Anh muốn Sarah bỏ lại hết công việc còn tồn đọng để cùng anh đi gặp khách hàng quan trọng. Sarah bất lực, cô không thể bác bỏ điều này. Cô ấy cũng không thể nói ra rằng con trai mình đang đợi mình trong bệnh viện. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng và cùng Jai đi gặp khách. Nhưng ngay trước khi hai người họ xuất phát, Sarah nhận được một cuộc gọi từ con trai. Kể từ khi cha cậu bé mất đi, cậu bé rất phụ thuộc vào mẹ Sarah để xoa dịu con trai mình. Sarah chỉ đành nói rằng cô sẽ trở lại trước khi cậu bé đi ngủ và dặn cậu bé hãy yên tâm. Thật trùng hợp, Jai đã nghe tất cả nội dung cuộc trò chuyện này. Nhưng anh không biết rằng Sarah đã có một đứa con trai. Anh ấy nghĩ rằng Sarah chỉ đang nói chuyện điện thoại với ai đó thôi. Sau đó họ đến khách sạn, Sarah nhìn vào gương. Đó thực sự là khách sạn nơi cô với Jai gặp nhau đêm đó. Kỷ niệm buồn ùa về, Jai vội vã đi về phía trước. Tôi không hề lựa chọn địa điểm này. Tôi xin thề là tôi không biết gì cả. Trong khi ăn, Jai cứ nhìn chằm chằm về phía Sarah. Con trai Sarah một lần nữa gọi điện thoại tới. Sau khi Sarah rời đi, Jai cũng giả vờ lấy điện thoại ra. Anh đi theo sau Sarah, nghe lén đoạn hội thoại giữa Sarah và con trai cô. Mẹ yêu con hơn bất cứ điều gì. Lúc này Jai có chút hơi bối rối. Anh tự hỏi rằng liệu có ai đang theo đuổi Sarah hay sao. Trong một khoảnh khắc, đầu óc Jai có chút nghĩ không thông. Anh quay trở lại bàn ăn và cố tình không nhìn về phía Sarah. Khi rời đi, anh còn bảo Sarah hãy tự bắt taxi về nhà. Tính tình thất thường của Jai khiến Sarah có chút hơi hoang mang, nhưng cô cũng chẳng có thời gian bận tâm nhiều đến điều đó. Khi Sarah rảnh rỗi, cô thường dành thời gian cho con trai mình, nhưng lâu dần cũng sẽ khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Sarah quyết định xin nghỉ vài ngày. Khi Jai nghe tin Sarah xin nghỉ, mặc dù anh ấy rõ ràng đồng ý, nhưng không thể không suy nghĩ về lý do tại sao Sarah lại xin nghỉ phép. Lẽ nào Sarah đi hẹn hò với người khác sao? Jai đến công ty, vô tình bước vào văn phòng của Sarah. Để chuyển hướng sự chú ý, anh ấy đã giả vờ như mình đang suy tư làm việc. Đúng lúc này thì trợ lý cũng đi tới, nói với Jai rằng có một dự án từ thiện mà anh ấy cần tham gia. Dù sao thì Jai cũng đang rất rảnh rỗi, nên anh lập tức đồng ý ngay. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, dự án này là để tài trợ cho trẻ em bị bệnh bạch cầu. Đó là bệnh viện nơi Sarah đang ở, trong khi Sarah đang ở với con trai của mình. Trưởng khoa giới thiệu chi tiết cho tất cả mọi người. Để hiểu rõ hơn về bệnh tình này, bác sĩ còn nói cụ thể về một trường hợp bệnh nhân cách đây không lâu. Một cậu bé xuất thân từ một gia đình đơn thân bị bệnh. Chi phí điều trị bệnh này là vô cùng tốn kém. Nhưng mẹ của cậu bé vào giây phút cuối cùng rút ra khoản tiết kiệm 250.000 đô la, nên cậu bé đã được cứu chữa kịp thời. Nhìn theo hướng tay mà viện trưởng chỉ, Jai đưa mắt liếc nhìn theo. Người mẹ đơn thân này hóa ra lại là Sarah. Những nghi vấn trong lòng anh bỗng sáng tỏ. Việc Sarah sẵn sàng từ bỏ phẩm giá của mình để lấy 250.000 đô, lý do đằng sau nó thật đáng buồn. Sarah không chỉ là một bà mẹ đơn thân nuôi con một mình, con trai cô ấy còn bị ung thư máu và cần phẫu thuật gấp. Khi Jai biết được sự thật, anh muốn tiến tới để an ủi cô, nhưng nghĩ về những lời nói của mình đối với Sarah, 300.000 đô, hãy ngủ với tôi thêm một đêm nữa. Jai chần chừ không dám bước tới. Trên đường về anh suy nghĩ rất lâu. Dù là chủ tịch tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ, tiền không là gì đối với anh cả. Nhưng khi biết về những trải nghiệm cuộc sống của Sarah, trái tim Jai có một nỗi đau không thể giải thích nổi.
cho đến tận đêm khuya anh vẫn không thể nào chợp mắt được. Anh lái xe đi ra khỏi nhà, và nơi anh ấy đến là nhà của Sarah. Jai đã gọi cho Sarah, nhưng cô không nghe máy. Anh chần chừ hồi lâu, rồi mạnh dạn tiến tới gõ cửa. Khi nhìn rõ mặt vị khách đến thăm nhà, Sarah có vẻ hơi ngạc nhiên. Sao anh biết nhà của tôi? Nhưng Jai không quan tâm đến câu hỏi này lắm. Anh chỉ muốn nói chuyện với Sarah mà thôi. Nhưng Sarah không có gì để nói với anh cả. Cô đang định đóng cửa tiễn khách thì đã bị Jai chặn lại. Em không hề nói với tôi chuyện đó. Nếu như tôi biết sớm hơn em vì cần tiền chữa bệnh, thì khi đó tôi chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Đối mặt với lời xin lỗi của Jai, Sarah có chút kích động. Tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng đã bị Jai chà đạp khi ở nước ngoài rồi. Sau khi chồng cô chết đi, cô luôn luôn thấy chán nản với cuộc sống này. Nhưng chỉ nghĩ về con trai của mình, Sarah lại lựa chọn không bao giờ bỏ cuộc. Cô cố gắng làm việc chăm chỉ mỗi ngày, nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người. Khi con trai cô được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, một gia đình nghèo như vậy, thì việc chữa bệnh gần như là không thể. Cho dù Sarah có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Nghe tới điều này, Jai mới nhận ra rằng anh đã thực sự có lỗi với Sarah. Anh càng không nên làm khó cô ấy. Sarah nói trong tuyệt vọng, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ làm điều đó, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác cả. Vì vậy, đây là ký ức mà cô ấy không muốn nhớ lại nhất. Mắt của Jai dường như đang ngấn lệ, anh quay lưng và vội rời đi. Khi tâm trạng không vui, anh ấy thường tìm trợ lý đi uống rượu. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ là cấp trên và cấp dưới, họ còn là những anh em thân thiết lớn lên cùng nhau. Nhưng anh ấy không tới cũng không sao, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Karam cũng vì chuyện của Sarah mà đổ lỗi cho Jai. Công ty lẽ ra không nên đưa ra loại quy tắc đó ngay từ đầu. Không tuyển phụ nữ đã có gia đình và có con vào làm nhân viên. Đến ngay cả huynh đệ của mình còn nói vậy. Jai nhất thời không dám phản bác lại. Nhưng Jai không ngờ được là lý do tại sao Karam lại có thái độ như vậy. Đó là vì anh ấy cũng đã phải lòng Sarah rồi. Vào thời điểm mà Sarah vừa gia nhập công ty cách đây không lâu, cô vội vã đến một cuộc họp, tình cờ gặp Karam, người vừa trở về từ nước ngoài. Sarah vô tình làm rơi USB xuống đất. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trong cuộc họp, Sarah không thể tìm thấy tư liệu. May mà Karam xuất hiện kịp thời và trả lại USB cho cô ấy. Vì thế nên cuộc họp đã diễn ra bình thường. Trong quá trình diễn giải thuyết trình, khả năng làm việc chuyên nghiệp của Sarah đã khiến Karam nhìn cô mãi không rời mắt. Sau đó, khi mọi người đến bệnh viện để điều tra các dự án từ thiện, Karam cũng có mặt ở đó. Khi anh biết Sarah là mẹ đơn thân, cô còn có một đứa con trai ốm yếu, anh đã đặc biệt lên phòng bệnh để thăm cậu bé. Sau đó, vì sự cố này, Karam đã có một cuộc khẩu chiến lớn với Jai. Mặc dù Karam không biết Sarah lấy tiền ở đâu, nhưng nếu như Sarah tìm anh để mượn tiền, anh chắc chắn sẽ cho cô mượn mà không do dự. Những từ ngữ Karam vừa nói ra, nó càng khơi dậy cảm giác tội lỗi của Jai. Nhưng Jai không thể để Karam biết được chuyện gì đã xảy ra với Sarah. Hành vi bất thường của Jai, nó đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Karam. Ngày hôm sau, trong cuộc họp của công ty, mọi người đang thảo luận về các quy tắc và quy định, liệu có nên muốn nới lỏng các tiêu chí tuyển chọn nhân viên hay không. Jai thì vẫn luôn im lặng. Đúng lúc này, thư ký bước vào văn phòng để cung cấp một tài liệu. Jai liếc mắt nhìn một cái, đó là lá thư từ chức của Sarah. Jai không kịp nghĩ nhiều, anh vội vã đi tìm Sarah. Anh vừa nhìn thấy cô đã nói một câu rằng, ôi không chấp thuận đơn xin nghỉ việc của em. Sau đó yêu cầu Sarah ở lại một mình để nói chuyện với anh. Thư ký đưa tay ra hiệu cho Sarah, rồi cô viện cớ gì đó để cho hai người một cơ hội. Jai từ từ tiếp cận Sarah. Anh nhìn cô trìu mến. Anh xin lỗi, nhưng bây giờ nói ra câu này thì đã quá muộn rồi. Sarah đã đưa ra quyết định của mình. Cho dù Jai có níu kéo cô như thế nào đi chăng nữa, Sarah vẫn ra đi không do dự. Khi Sarah vừa mới bước đi, Jai liền gọi cho cấp dưới của mình. Anh dặn dò cấp dưới hãy điều tra một việc, xem Sarah đã nộp sơ yếu lý lịch của mình cho một công ty khác hay chưa, và nói với anh tên của công ty đó. Quả nhiên suy đoán của Jai là đúng. Những ngày sau đó, Sarah vừa tìm việc làm vừa chăm sóc con trai. Một hôm cô bất ngờ nhận được cuộc gọi, đó là lời mời gia nhập một công ty nổi tiếng. Nhưng điều kỳ lạ là cô không cần phỏng vấn, miễn là Sarah sẵn sàng đi làm là được. Và không phải chỉ có một công ty đó, 5 công ty đang liên hệ với cô ấy cùng một lúc. Cô ấy cũng đã nói điều này với bạn thân của mình. Bạn thân cô cũng không hề ngạc nhiên cho lắm. Dường như cô ấy sớm đã có một câu trả lời rồi. Trong trường hợp này chỉ có một khả năng là ai đó đã cố tình giúp đỡ Sarah. Sarah nghĩ rằng Karam đã làm điều đó. Nhưng bạn thân cô đã nói một câu rằng cô nghe nói Jai đang thu thập tên của công ty mà Sarah đã ứng tuyển. Cô ấy đã đoán đúng, lúc này Jai đang trò chuyện với cấp dưới của mình. Tôi đã yêu cô ấy rồi, yêu kể từ cái nhìn đầu tiên. Jai trước giờ không bao giờ tin vào tình yêu, giờ lại mất ăn mất ngủ vì một người mẹ đơn thân. Kể cả lúc nửa đêm anh cũng tìm đến nhà cô ấy, chỉ là để nhìn người phụ nữ đó nhiều hơn một chút. Thậm chí anh còn tạo cơ hội việc làm cho cô ấy nữa. Cùng một lúc có 5 công ty gọi điện mời Sarah đi làm. Nhưng ai mà ngờ được rằng Sarah không hề có chút cảm tình tốt nào với Jai cả, thay vào đó là hận thù anh nhiều hơn.
đó là đêm nhục nhã nhất của Sarah. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho Jai cả. Nhìn vào bia mộ của người chồng đã chết, Sarah cuối cùng cũng nói một lời giải thích với anh ấy. Bất kể cô có phải bỏ ra cái giá đắt như thế nào đi nữa, cuối cùng thì cô cũng giành giật được mạng sống cho con trai rồi. Cô đã thành công cứu sống con trai mình. Nhưng tại thời điểm này, cách đó không xa, có ba người đang đi đến. Đó là gia đình của người chồng đã chết của Sarah. Ngày đó vì cần tiền phẫu thuật cho con, Sarah đã không ngần ngại bất chấp mưa lớn để cầu xin mọi người giúp mình. Nhưng đổi lại thì cô chỉ nhận được sự từ chối tàn nhẫn của họ. Nhưng khi cơ thể ngày càng xấu đi, Mr. Ibrahim cũng nhận ra tầm quan trọng của mối quan hệ huyết thống. Bây giờ ông đang muốn làm dịu mối quan hệ của họ lại. Sau một thời gian dài do dự, ông đã nói lời xin lỗi với Sarah. Ta biết ta đã làm tổn thương con. Hy vọng con sẽ cho ta thêm một cơ hội, để ta có thể bù đắp cho con. Nhưng những ấm ức mà Sarah phải chịu đựng bao năm qua, làm thế nào có thể bù đắp trong một vài từ ngắn ngủi được. Nhưng điều may mắn là cuối cùng cũng có tin vui từ bác sĩ. Con trai cô đang hồi phục rất tốt, cậu bé có thể được xuất viện vào ngày mai. Nhưng sau đó bác sĩ đã nói với Sarah thêm một điều nữa. Bệnh viện nhận được hai cuộc gọi hỏi về tình trạng thể chất của cậu bé. Nếu như cô cần giúp đỡ có thể liên hệ với họ. Và hai người này là Karam và Jai. Kể từ khi Sarah rời đi, trạng thái làm việc của Jai rất tồi tệ. Hôm nay anh vừa mới đến công ty đã nhận được một tin khiến anh bất ngờ. Đó là các dự án mà Sarah phụ trách trước khi rời đi đều đoạt giải quốc tế. Đó là một vinh dự đặc biệt cao trong ngành công nghiệp của họ. Nhưng bây giờ Sarah đã từ chức rồi. Đây cũng là một thiệt hại cho công ty. Mẹ của Jai rất tò mò. Có phải vì lương trả cho Sarah không đủ, hay là Sarah đang chỉ lợi dụng họ mà thôi? Thấy vậy, Jai đã nhanh chóng bác bỏ. Anh cố gắng bảo vệ Sarah. Còn Karam thì lại có một thái độ khác. Lý do tại sao Sarah rời đi, đó là bắt nguồn từ các quy tắc kỳ lạ của công ty. Jai cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng Sarah đã không cho anh cơ hội để giải thích. Đối với một bà mẹ đơn thân mà nói, con trai họ chính là điều đáng giá nhất trong cuộc sống. Ngày hôm đó, hai mẹ con Sarah vừa mới xuất viện. Không ngờ mẹ chồng cô đã đứng đợi ở cửa rồi. Bà ấy luôn rất tốt với Sarah. Bà nói rằng hôm nay không chỉ có mình bà tới đây, còn thay mặt giải thích cho Mr. Ibrahim rằng ông ấy đã thực sự nhận ra sai lầm của mình rồi. Ông ấy cũng không mong nhận được sự tha thứ của Sarah ngay lúc này. Chỉ cần để ông ấy nhìn thấy cháu trai của mình là được. Sarah cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù cô sẽ không tha thứ cho bố chồng mình, nhưng cũng sẽ để ông ấy qua thăm con trai mình. Nhưng điều Sarah không ngờ được là đêm đến khi mẹ chồng cô vừa rời đi, Sarah nhận thấy món quà trên mặt đất. Cô đứng nhìn một lúc, thấy hộp quà là một chiếc túi da màu đen, bên trong chứa đầy tiền mặt. Hóa ra Mr. Ibrahim đã chuẩn bị sẵn tiền rồi, chỉ là ông không có cơ hội trao nó cho Sarah mà thôi. Khi ông ấy đi đến bệnh viện chuẩn bị thanh toán hóa đơn, thì thấy rằng Sarah không biết lấy tiền ở đâu, đã thanh toàn toàn bộ chi phí phẫu thuật rồi. Nhưng Mr. Ibrahim càng làm thế này, Sarah lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô tâm sự với bạn thân của mình rằng bây giờ mọi người đang vội vã để giúp đỡ mẹ con cô, nhưng họ đã ở đâu khi mà Sarah bất lực nhất? Giờ cô có nên tha thứ cho họ không? Mặc dù bạn thân Sarah không hề biết tới chuyện của cô và Jai, nhưng cô ấy có một cảm giác mơ hồ rằng Sarah chắc hẳn đã phải trải qua nỗi đau không thể xóa nhòa. Trong khi cả hai đang nói chuyện, điện thoại của Sarah reo lên, đó là Jai ở đầu dây bên kia. Anh vội vã lên tiếng xin em đừng cúp điện thoại, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Sau đó anh rủ Sarah đến nhà hàng. Khi vừa đến, Jai liên tục nói lời xin lỗi Sarah, nói rằng bản thân anh có lỗi khi đã đến muộn. Sau đó anh hỏi Sarah muốn ăn gì. Nhưng Sarah đến đây không phải là vì muốn ăn cùng Jai, cô đến đây để hỏi anh chuyện khác. Thấy vậy, Jai cũng không giấu giếm nữa. Anh nói ra mục đích của cuộc gặp này. Đầu tiên, nếu như tôi biết mọi chuyện em phải trải qua, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với em. Tôi không phải loại người đó. Thứ hai, bây giờ tôi đang cố gắng bù đắp cho lỗi lầm ấy. Mặc dù tôi biết em sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Thật lòng mà nói, tôi không muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Và câu nói này của Jai khiến Sarah có hơi nghi ngờ. Nhưng điều thú vị là, một người tàn nhẫn và độc đoán như Jai, lúc này đột nhiên lại có chút xấu hổ. Tôi muốn nói với em ba chữ. Tôi, đây là tiền của anh. Còn chưa đợi Jai kịp phản ứng lại, Sarah đã đặt túi tiền lên trên bàn. Trong đó vừa đúng là số tiền 250.000 đô la Mỹ. Dù sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu con, nhưng không có nghĩa là người khác có thể vô cớ chà đạp lên nhân phẩm của cô. Nhưng Sarah sẽ chẳng thể nào hiểu rõ được. Lần này Jai thực sự đã động lòng thật với cô rồi. Nhưng đối với Sarah mà nói thì, con trai của cô ấy là tất cả cuộc sống của cô. Một ngày nọ cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của mình. Cô ấy định rủ Sarah đi ăn tối với mình tối nay. Sarah cũng chẳng nghĩ nhiều về lời mời này. Nhưng khi đến nhà hàng, cô ấy đã nhìn thấy một người khác. Và anh ấy là chính là huynh đệ tốt của Jai, Karam. Mặc dù Sarah rất ghét Jai, nhưng ấn tượng của cô về Karam thì tạm ổn hơn một chút. Bữa ăn hôm nay cũng là Karam đã nhờ người bạn thân nhất của Sarah giúp đỡ anh, nhờ bạn thân rủ Sarah ra ngoài chơi. Và tại sao anh ấy làm vậy? Đó là anh muốn dò thám xem liệu Sarah có ý định quay về công ty làm hay không.
Nhưng thái độ của Sarah rất kiên quyết. Thấy vậy, Karam cũng không nói thêm điều gì nữa cả. Sau đó, Karam cũng thay đổi cách nói chuyện của mình. Anh nói về việc đi nhận giải thưởng. Anh ấy chỉ có một yêu cầu. Đó là anh mong rằng vào ngày trao giải, Sarah có thể tham gia cùng họ. Đây cũng là việc tốt đối với cả hai bên. Không muốn bị thổi phồng bởi giới truyền thông, Sarah do dự một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng điều thú vị là Karam trông có vẻ rất hài lòng, nhưng biểu hiện của bạn thân Sarah lại có chút khác lạ. Sau khi ba người chia tay, Karam ngay lập tức gọi cho Jai, buộc tội Jai rằng anh ấy không nên đột nhiên biến mất như thế. Như thế sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty, mặc dù không biết tại sao. Nhưng Karam vẫn bon mồm kể về việc gặp gỡ Sarah. Jai nghe thấy vậy liền hỏi, liệu có phải chỉ có Sarah và Karam đơn độc gặp nhau? Karam liền nói ra sự thật, anh ấy chắc chắn Sarah sẽ không trở lại công ty. Nhưng lễ trao giải thì cô ấy sẽ đến đó. Nghe thấy thông tin này, Jai có chút bồn chồn, vì anh đã không thể thổ lộ tình yêu của mình với Sarah. Anh đến biệt thự ngoại ô một mình. Đây là nơi mà Jai sống khi còn nhỏ. Ký ức buồn trong quá khứ tràn ngập tâm trí anh. Hóa ra Jai cũng là một người mệnh khổ. Bố mẹ anh thường xuyên cãi nhau. Điều này đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều. Những câu anh ấy nghe nhiều nhất là mẹ anh thường xuyên oán trách rằng bố anh đã bỏ rơi hai mẹ con, vô trách nhiệm với gia đình. Khi mâu thuẫn đã lên tới đỉnh điểm, mẹ anh đã trực tiếp đưa Jai đi. Bà không bao giờ cho Jai nhìn thấy bố thêm một lần nào nữa. Và thường truyền cho anh ta những ý tưởng như phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm, cha của Jai có mắt mà như mù, bà không muốn Jai sẽ đi theo vết xe đổ của ông ấy. Ý tưởng này đã được thấm nhuần vào não Jai trong nhiều năm qua, khiến cho Jai luôn có thành kiến với phụ nữ. Và đúng lúc Sarah đang cần tiền nhất, Jai mới đột nhiên đưa ra yêu cầu quá mức đó. Nhưng dần dần tâm trí anh bắt đầu thay đổi. Sau khi biết hoàn cảnh thực sự của Sarah, đã khiến anh ấy tin vào những ý tưởng mà anh ấy luôn tin tưởng. Anh không còn hoài nghi nữa. Anh có tình cảm với Sarah từ tận đáy lòng. Rất nhanh đã đến ngày dự lễ trao giải. Sarah cũng xuất hiện như đã hứa. Cô đi cùng với con trai của mình. Sự kiện bắt đầu sớm hơn so với dự kiến. Jai thì mãi không thấy bóng dáng đâu cả. Cho đến thời khắc cuối cùng, Jai đã thay đổi trạng thái của mình. Anh xuất hiện trước đám đông thật bảnh bao. Sau đó bắt đầu trò chuyện với cậu bé. Cậu bé nói với Jai rằng cháu biết chú. Chú là sếp ở công ty mẹ cháu. Jai bình tĩnh nói rằng chú với mẹ cháu là đồng nghiệp của nhau. Mẹ của cháu là một người vô cùng ưu tú. Sarah nhân cơ hội đổi chủ đề và nhắc nhở con mình nên uống thêm nước, mục đích là làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Sau đó lễ trao giải bắt đầu. Sarah bước lên bục trong bộ váy dài. Mọi người trong khán phòng vỗ tay nồng nhiệt. Jai nhìn Sarah một cách trìu mến. Cho đến thời điểm này, anh mới hiểu tại sao mình lại bị Sarah thu hút như vậy. Không phải vì anh thương hại cô làm mẹ đơn thân. Ngược lại, đó lại là tính cách độc lập của Sarah. Tính cách đó đã dần dần thu hút Jai. Trong suốt buổi lễ, Jai lúc nào cũng nhìn về phía Sarah, để không ảnh hưởng đến trạng thái của Sarah. Anh đã đứng lên và rời khỏi đó. Jai đã đợi bên ngoài hàng chục phút. Khi anh thấy Sarah bước ra ngoài, anh vội vàng bước đến trước mặt cô. Lần này anh đến đây không phải để nói về chuyện xảy ra giữa họ. Anh chỉ đơn giản là gửi lời chúc mừng đến với Sarah mà thôi. Đồng thời Jai cũng đưa ra một quyết định quan trọng. Anh biết em nghỉ việc là vì anh. Em chỉ cần nhìn thấy mặt anh, em sẽ không thể nào quên đi được chuyện đêm đó. Anh mới là người nên rời đi mới đúng. Anh có ý gì vậy? Anh muốn rời khỏi công ty hay sao? Jai đã có tình cảm với Sarah rồi. Từ nay anh sẽ không phụ trách công việc kinh doanh của công ty nữa. Để em có thể yên tâm quay trở lại công ty. Đồng hành với em đã có Karam rồi. Em có muốn trừng phạt anh thì hãy trừng phạt anh đi. Hãy để những hành động của anh đối với em khi đó phải trả giá. Nói xong Jai quay người bước đi. Còn Sarah thì biểu hiện vô cùng phức tạp. Để Sarah thay đổi cái nhìn khác về bản thân mình, Jai sẵn sàng từ bỏ quyền điều hành công ty. Từ hôm nay trở đi, ngành nghề kinh doanh chính của công ty sẽ do Karam và Sarah đồng phụ trách, còn Jai sẽ tạm thời rời khỏi công ty một thời gian. Sự tin tưởng này đã khiến Sarah rất xúc động. Trước đó ấn tượng về đối phương của họ cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì, nhưng dần dần Sarah đã phát hiện ra rằng người đàn ông trước mặt cô cũng không xấu xa như cô nghĩ. Nghĩ về việc Jai bỏ ra quá nhiều cho cô, Sarah cũng rất nghi ngờ. Cô không hiểu tại sao Jai lại làm điều đó. Lúc này cô vẫn chưa thể đoán ra được rằng Jai đã dần dần phải lòng cô rồi. Và anh ấy đã chọn đến vùng núi nhưng không phải để nghỉ dưỡng, mà để làm một điều bất ngờ cho Sarah. Sau đó, Jai đã lấy bản vẽ thiết kế ra, sử dụng khả năng chuyên nghiệp của mình, tự tay thiết kế một tòa nhà. Anh bận tới bận lui suốt nửa tháng trời. Trong thời gian đó, anh không chỉ tham khảo địa hình, sửa đổi nhiều bản vẽ chỉ để giới thiệu những tác phẩm hay nhất cho Sarah, còn gọi người đàn ông đáng tin cậy nhất đến đây. Bởi vì Jai mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ. Mặc dù mối quan hệ với người đàn ông này là cấp trên và cấp dưới, nhưng bất cứ khi nào mà Jai nghĩ không thông, anh sẽ tìm đến chú ấy để nói chuyện. Jai nói ra những rắc rối của mình. Chú có biết cách nào có thể xóa đi những tổn thương mà mình đã gây ra cho người khác không? Rõ ràng là Jai đang nói về chuyện của Sarah. Ông chú do dự một hồi lâu rồi nói, nếu như người gây ra tổn thương đã biết lỗi rồi, vậy thì hãy tìm cách bù đắp cho đối phương.
Và câu này cũng củng cố suy nghĩ của Jai. Sau đó anh cho ông chú xem bản vẽ của mình. Sau đó anh ngồi một bên lẩm bẩm rằng, đã đến lúc tôi phải quay lại công ty rồi. Anh đã có quyết định trong lòng mình rồi, nên đã trở về biệt thự của mình trong thành phố. Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ trước đây của mình. Anh chọn một bộ vest nhã nhặn, sẵn sàng bắt đầu một dự án mới. Nhưng đối với tất cả điều này, Sarah lại chẳng hề hay biết. Ngày nào cô cũng bận làm việc với Karim, nhưng thời gian dần trôi, Karim cũng đã có cảm giác khác với Sarah. Hôm nay anh ấy định sẽ rủ Sarah đi ăn tối, nhưng không ngờ rằng anh vừa mới định nói ra, thì đồng nghiệp lại mở cửa bước vào. Karim đành ngậm ngùi thay đổi chủ đề câu chuyện, nói rằng anh ấy sẽ mời mọi người đi ăn tối. Sarah cũng chẳng bận tâm nhiều, cô vui vẻ nhận lời ngay lập tức. Điều này làm cho Karim rất hạnh phúc. Karim biết Jai vừa mới trở về. Trong khi hai người nói chuyện, Karim nói rằng tối nay anh ấy sẽ ăn tối với người quan trọng nhất. Nhìn bộ dạng hào hứng của Karim, Jai đoán rằng anh ấy có người mình thích. Karim cũng không hề giấu giếm, nói rằng nếu như tối nay mà anh ấy thành công, anh ấy sẽ nhất định sẽ nói cho Jai nghe về người đó. Nhưng thời khắc này thì anh ấy muốn giữ bí mật trước đã. Dù gì hai người cũng là anh em mấy chục năm, Jai cũng mừng thay cho anh ấy. Nhưng điều thú vị là bạn thân nhất của Sarah lại phải lòng Karim. Cô ấy vốn dĩ muốn mặc bộ đồ lộng lẫy nhất để thu hút ánh nhìn của Karim trong bữa tối nay. Khi cô đã trang điểm xong và chuẩn bị rời đi, điện thoại đột ngột đổ chuông, chính là Karim đã gọi đến. Nhưng câu nói tiếp theo của anh đã khiến cô ấy như rơi xuống đáy vực. Karim yêu cầu cô hãy tìm đại một cái cớ, nói rằng tối nay cô ấy không thể đến bữa tiệc cho anh ấy và Sarah có cơ hội được ở một mình với nhau. Sau khi gác máy, bạn thân của Sarah không kiềm chế được cảm xúc nữa. Sau đó, Karim cũng gọi cho thư ký của mình để cô giải quyết việc bữa tối nay làm thế nào mà chỉ có anh với Sarah là được. Thật trùng hợp, cấp dưới của Jai cũng đã biết chuyện này. Ông chú nhận ra có gì đó không ổn, liền tức tốc chạy về nói với Jai, hỏi xem Jai có biết tối nay Karim và Sarah cùng đi ăn tối với nhau hay không. Jai lúc đầu không quan tâm lắm, nhưng khi cấp dưới nói rằng những đồng nghiệp còn lại sẽ không tham gia cùng họ, mà bữa tối chỉ có hai người họ đi với nhau thôi, Jai chợt nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Hóa ra người mà Karim nhắc đến hôm nay lại chính là Sarah. Jai không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, anh vội vã đến khách sạn. Lúc này, Sarah cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô hỏi Karim xem những đồng nghiệp khác đang ở đâu. Karim cố hết sức che giấu sự căng thẳng trong lòng. Nếu như anh chỉ muốn mời một mình em đi ăn tối thì sao? Em có sẵn sàng đồng ý không? Sarah nghĩ rằng anh ấy đang nói đùa, nhưng Karim đã nói rằng anh ấy đã bảo những người khác đừng đến, nên tối nay chỉ có hai người họ mà thôi. Ngay khi anh định tỏ tình với Sarah thì Jai đã đến kịp lúc. Sarah đã nhầm tưởng rằng vụ việc này là do Jai đã lên kế hoạch để Karim cố tình rủ cô đi ăn rồi sắp xếp cho Jai tới gặp mình. Bản thân Sarah rất ghét sự lừa dối. Cô thấy Jai đến liền vội vã rời đi, nhưng anh đã bị Jai tóm lấy. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Anh rời công ty chỉ để không làm phiền đến em nữa. Nhưng hôm nay nếu như anh không nói ra, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội nào nữa cả. Anh yêu em. Jai tỏ tình với Sarah nhưng đã bị cô từ chối. Anh nên làm gì để em có thể tin tưởng anh đây? Không có ai mà lại đối xử như thế với người mình yêu cả. Nói xong, Sarah phớt lờ lời tỏ tình của Jai rồi vội vã rời đi, bỏ lại Jai đứng chôn chân tại chỗ. Bây giờ hai huynh đệ chí cốt cùng thích cùng một người. Jai háo hức nói ra những suy nghĩ trong lòng. Ngay cả khi anh bị từ chối, anh ấy cũng không muốn cãi nhau với huynh đệ tốt của mình. Jai giơ tay ra hiệu cho Karim không nên nói điều gì trong lúc nóng giận cả. Jai có vẻ tàn nhẫn nhưng lại rất cố chấp trong tình cảm. Nhưng lời tỏ tình hôm nay không vô ích. Trên đường về nhà, Sarah cứ nghĩ mãi về điều đó. Cô tự hỏi mình rằng tại sao cô luôn muốn trốn thoát khỏi Jai là bởi vì cô không muốn nhớ lại ký ức đau buồn đêm đó. Hôm đó Jai đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy chỉ là để dò thám Sarah mà thôi. Nhưng không ngờ Sarah lại vì con trai đang ốm nặng của mình đã đồng ý với yêu cầu quá đáng đó của Jai. Nhưng điều Jai không bao giờ mong đợi là bức ảnh hai người nói chuyện tối qua đã bị một phóng viên chụp lại được. Nói đi nói lại thì Jai là người rất nổi tiếng ở địa phương. Miễn là có tin tức gì về anh ấy, bất kỳ phương tiện truyền thông nào cũng sẽ vội vàng đưa tin. Sau khi bình tĩnh lại, Jai đã tìm đến nói chuyện với Karim. Dù gì mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài suốt bao năm qua, anh ấy không muốn ảnh hưởng đến tình anh em vì sự cố này. Khi Jai vừa mới đến đây, anh nhìn thấy thư ký của công ty đã rời khỏi tàu du lịch. Karim cũng không nói nhiều, giải thích rằng đêm qua anh đã uống quá nhiều nên anh ấy không nhớ mình đã làm gì cả. Nhưng nếu như đi sâu vào chuyện này mà nói, Karim dường không hoàn hảo như vẻ ngoài của anh thì phải. Tình cảm của Jai dành cho Sarah nghiêm túc hơn nhiều so với Karim. Nhưng vì những việc đã xảy ra đêm qua, không chỉ tình anh em của họ bị ảnh hưởng, ngay cả bạn thân của Sarah cũng có thành kiến đối với Sarah. Sarah liên tục gọi điện thoại cho cô ấy, nhưng cô ấy không nghe máy. Không có sự lựa chọn nào khác cả, Sarah chỉ có thể đến để giải thích trực tiếp với bạn mình. Nhưng bạn cô có vẻ cũng không tha thiết gì lắm. Cô ấy vô cùng căm hận Sarah. Cô ấy đã yêu Karim từ rất lâu rồi, cộng thêm với sự việc xảy ra tối hôm qua, lại càng khiến cô càng thêm oán hận Sarah.
Cô thầm nghĩ rằng tại sao tất cả đàn ông lại luôn xoay quanh Sarah như thế. Sarah không biết tại sao, còn bạn thân cô thì càng lúc càng mất kiểm soát. Cô ấy không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Karam bắt chúng tôi tìm lý do để không đi dự tiệc, chỉ là vì để được ở một mình với cậu. Nhưng Sarah cũng có ý kiến của riêng mình, câu chuyện này cần phải được nhìn ở một khía cạnh khác. Lý do tại sao Karam lại làm điều này? Đó là vì để sắp xếp cho Jai tới gặp mình. Vì thế nên mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Thấy bạn thân mình không tin lời mình nói, Sarah nói lại lời tỏ tình của Jai khi đó với cô. Jai tội nghiệp nằm không cũng trúng đạn. Sau tất cả, anh vẫn một mình gánh chịu. Ngay cả mẹ anh cũng tìm đến nói chuyện với anh. Hình ảnh đó có ý nghĩa gì? Con đã quên những gì mẹ từng nói với con hay sao? Phụ nữ càng đẹp càng khó tin. Hơn nữa Sarah chỉ là một bà mẹ đơn thân. Cô ta không hề xứng với con. Trước sự huyên thuyên của mẹ, Jai không muốn tranh luận với bà ấy về vấn đề này. Anh đeo kính vào, nói rằng mình còn nhiều việc cần phải xử lý. Và lý do anh ấy vội vàng rời đi là để bắt đầu dự án mới. Đây cũng là điều bất ngờ mà anh ấy chuẩn bị cho Sarah. Hóa ra khi anh ấy phỏng vấn Sarah, cô đã từng đề cập với anh ấy rằng ý định ban đầu của việc trở thành một nhà thiết kế đó là cô muốn xây bệnh viện di động, đặc biệt chữa bệnh cho trẻ em nghèo không đi khám bệnh được. Tuy nhiên, người nói không có ý định còn người nghe thì có. Jai đã đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự và sắp xếp những cấp dưới đáng tin cậy nhất giám sát dự án này, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Sarah. Khi cô ấy bước vào phòng họp, cô đứng ngây người nhìn một lúc. Đây là giấc mơ của cô ấy bao năm qua. Nơi đây không chỉ có diện tích hàng chục nghìn mét vuông, ngoài ra còn có một sân chơi lớn và được bao quanh bởi hoa và cây cối. Đây là một bệnh viện đặc biệt, xây dựng trên tiêu chí giúp đỡ trẻ em bị ung thư. Sarah vội hỏi ai đã thiết kế này. Lúc này Jai cũng đã xuất hiện phía sau lưng cô. Điều quan trọng là em có thích nó hay không? Là kế hoạch của anh sao? Đây vốn dĩ là ước mơ của tôi. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Jai, Sarah cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười với anh. Đây vốn dĩ là lòng tốt của Jai. Không ngờ lại làm Karam cảm thấy bất mãn, bởi vì anh ấy cũng đã phải lòng Sarah. Sau đó Karam đã chất vấn Jai rằng tại sao cậu làm điều này mà không nói với tôi? Không phải chúng ta là anh em sao? Đầu tư rất nhiều tiền chỉ để khiến Sarah yêu cậu hay sao? Cậu không nghĩ rằng việc này vô cùng ngu ngốc à? Nhưng trước sự huyên thuyên của Karam, Jai không muốn giải thích quá nhiều. Anh hỏi ngược lại Karam rằng thích một người là sai sao? Nhưng khi hai người đang cãi vã, thì một sự cố đã xảy ra. Những bức ảnh từ đêm qua đã được phóng viên đưa lên mạng. Sarah vội vã hỏi Jai xem họ nên phải làm gì. Dù gì thì Jai cũng có một danh tính đặc biệt. Anh là một doanh nhân địa phương nổi tiếng. Cô sợ lần này sẽ có ảnh hưởng xấu đến anh. Nhưng Jai không quan tâm đến bức ảnh này chút nào cả. Không có gì phải xấu hổ cả. Nếu như họ thích công khai ảnh này, vậy thì cứ để họ làm vậy đi. Nhưng Sarah vẫn rất lo lắng về việc ảnh hưởng đến Jai. Jai cũng nhìn ra được sự lo lắng của Sarah. Sau đó, anh liền đổi giọng nói với cô rằng nếu như em lo sợ, anh sẽ đến nói rõ điều này, để mọi người không hiểu lầm em nữa. Điều này khiến Sarah vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả lúc này, Jai vẫn lo cho cô ấy. Từ trước đến nay chưa có bất kỳ ai đối tốt với cô như vậy cả. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Jai đột nhiên nhắc lại chuyện tỏ tình tối hôm qua. Anh nhìn Sarah trìu mến và nói rằng anh còn một chuyện muốn nói với em. Tất cả những gì anh đã nói đêm qua đều là sự thật. Nhìn vào mắt anh đi. Anh yêu em. Quá tam ba bận nhận được lời tỏ tình từ Jai khiến Sarah có chút thất thần. Cô ấy đề nghị Jai hãy cho mình một chút thời gian. Bây giờ mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Khi Sarah rời đi, Jai chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Sarah càng có biểu hiện như thế này, nó có nghĩa là Jai đã không nhìn lầm người. Đây là một người phụ nữ đáng giá trong cuộc đời anh. Nhưng Sarah không đồng ý với Jai, vì bản thân cô cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bởi vì cô không phải chỉ sống có một mình, cô còn một cậu con trai cần được mẹ chăm sóc. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là tối nay cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Quản lý của công ty đối thủ đã đến công ty tìm cô. Đó là một nhà cung cấp không xác định danh tính. Họ hy vọng được hợp tác với Sarah. Họ có thể cho Sarah một khoản tiền sau khi xong việc. Nhưng làm như vậy đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Sarah. Cô lập tức nói lời từ chối đối phương ngay lập tức. Nhưng ai có thể nghĩ được rằng người đàn ông đó đã thực sự ở trước nhà của Sarah đến tận đêm khuya. Anh ta thậm chí còn gọi điện đe dọa Sarah. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ cho kỹ vào. Dù gì thì cô vẫn còn cần phải chăm sóc con trai cơ mà. Sau khi gác máy, Sarah nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên cô thấy người đàn ông đứng bên ngoài nhà mình. Trong một lúc cô không biết mình nên xử lý thế nào cả. May mắn thay bạn thân Sarah đã rất bình tĩnh. Cô vội vã nhấc điện thoại và gọi ngay cho Jai. Lúc này Jai cũng có chút vội vã. Sao hắn ta lại dám đe dọa người phụ nữ của anh? Nhưng khi anh đến nhà của Sarah, vừa định xuống xe dạy dỗ cho đối phương một bài học. Nhưng không ngờ rằng người đàn ông kia đã bỏ chạy. Sau đó Jai nhanh chóng gọi điện thoại, bảo gã đàn ông kia mau chóng quay trở lại đây. Sau đó Jai cũng vội vã đi vào trong nhà, thấy rằng Sarah và đứa trẻ không bị tổn hại gì cả. Lúc này Jai mới thở phào nhẹ nhõm. Anh an ủi Sarah rằng miễn là có anh ở đây, không ai có thể làm tổn thương em cả. Nhưng Jai cũng có chút tức giận.
Anh trách Sarah rằng lẽ ra cô nên nói với anh sớm hơn, không nên đặt mình vào nguy hiểm như thế. Sau đó Jay bố trí cho cấp dưới đi điều tra thông tin nhà cung cấp đó. Trước khi Jay rời đi đã chủ động nói chuyện với cậu bé, cháu còn nhớ chú không? Sau đó dặn dò cậu bé rằng cháu nên ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé, bởi vì mẹ của cháu đã vô cùng vất vả rồi. Sau khi giải quyết xong việc ở nhà Sarah, Jay đã tìm đến nói chuyện với Karim, bởi vì dự án này do anh ấy và Sarah cùng phụ trách. Nhưng lúc này hai người đều không nghĩ được rằng tại sao các nhà cung cấp lại kiêu ngạo như thế. Chắc chắn sau lưng họ có ai đó đang giật dây rồi. Bên kia là đối thủ cạnh tranh của công ty Jay. Đồng thời lúc này, thuộc hạ của Jay đã tìm thấy một số manh mối mới, tìm thấy địa chỉ của nhà máy của người đàn ông kia. Jay không kịp suy nghĩ thêm nữa, anh với Karim cùng đi tới đó. Sau khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia, Jay vội tóm lấy anh ta, sau đó ấn chặt anh ta vào tường. Karim không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tại thời điểm này, cả hai anh em đều có cùng một mục tiêu. Người đàn ông này dám đe dọa người phụ nữ họ thích, hậu quả mà người đàn ông phải nhận cũng có thể được tưởng tượng ra được rồi. Anh nghe rõ đây, anh không xứng để nhắc đến tên của Sarah. Nếu anh còn dám tiếp cận cô ấy thêm một lần nữa, tôi sẽ khiến anh phải bay màu ngay lập tức đó. Lúc này người đàn ông mới chợt nhận ra rằng mình đã xúc phạm hai ông lớn cùng một lúc. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta cũng không nêu tên người đứng sau anh ta ra. Giải quyết xong vấn đề này, Jay đã ngay lập tức gọi điện về cho Sarah. Anh đã xử lý xong rồi, tối nay em có thể kê cao gối ngủ rồi đó, chúc ngủ ngon. Lúc này Sarah đột nhiên cảm thấy rằng Jay hình như cũng không phải dạng người đáng ghét cho lắm. Hôm nay Sarah đi tham dự một bữa tiệc tối của giới thượng lưu. Dù sinh ra trong nghèo khó, nhưng lại khí chất của cô không thua kém các quý cô ở đây cả. Sarah nhận ra những bức tranh nổi tiếng trước mặt mình, còn Jay thì lại nhìn cô một cách mê mẩn. Anh vội tìm một chủ đề để đến nói chuyện với Sarah. Jay trìu mến nhìn Sarah, bức tranh này đẹp như em vậy. Ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy đã bị mê hoặc rồi. Rõ ràng anh ấy đang nói về lần đầu tiên gặp Sarah. Một lời tỏ tình rõ ràng rành mạch như thế, làm sao mà Sarah lại có thể không nghe thấy cơ chứ? Trong khoảnh khắc nào đó, Sarah hình như có chút ngại ngùng. Mấy ngày nay luôn ở cạnh nhau, Sarah cũng không còn ghét Jay nhiều như trước nữa. Ngoại trừ Jay ra, có một người khác đang nhìn về phía cô ấy. Người phụ nữ đó vội vàng tiến lên chào hỏi, tự giới thiệu mình là mẹ của Jay. Sarah cúi chào một cách lịch sự, nhưng cô ấy sẽ chẳng hề biết được rằng người phụ nữ này từng thất bại trong hôn nhân. Bà ấy thậm chí còn truyền cho Jay những suy nghĩ khó hiểu từ khi anh còn nhỏ. Phụ nữ càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Đồng thời, tư tưởng giai cấp của bà cũng rất nghiêm khắc. Bà luôn cho rằng Jay nên cưới người môn đang hộ đối. Nói ẩn ý suốt một lúc lâu, cuối cùng mẹ của Jay cũng đã nói rõ tâm ý của mình. Chuyện gì đang xảy ra giữa cô và con trai tôi vậy? Điều này làm cho Sarah có chút khó hiểu. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra rằng người phụ nữ này có lẽ đang nói về việc bức ảnh mà phóng viên đăng tải. Sau đó Sarah giải thích rằng giữa cô và Jay chẳng có gì cả. Nhưng mà người phụ này thì làm sao có thể tin lời cô được, thật trùng hợp. Lúc này Jay thấy mẹ mình và Sarah đang đứng trò chuyện. Anh vội vã tiến lên để giải cứu Sarah. Người phụ nữ ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy Jay. Còn Jay thì cũng thừa biết bản chất thật của mẹ mình. Sarah vội tìm một cái cớ để rời đi. Cô đơn giản cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó. Trên đường về, cô nói lời cảm ơn với Jay, cảm ơn anh đã mời cô đến triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay. Từ đây chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, Jay không chỉ tài năng trong thiết kế, ngoài ra còn có một nghiên cứu sâu về hội họa. Nhà thiết kế ngày hôm nay vẫn luôn là thần tượng trong lòng Sarah. Nhưng tất cả những điều này không thể che giấu Jay được. Buổi tối, lúc anh ấy rời đi nói chuyện, đã tìm thấy người tổ chức triển lãm nghệ thuật. Anh trả giá rất cao cho bức tranh mà Sarah đã đứng nhìn. Đây là điều bất ngờ mà anh ấy chuẩn bị cho cô. Em cười lên trông rất đẹp đó. Jay, được rồi, anh biết là chúng ta đã hứa với nhau rằng chúng ta là quan hệ đồng nghiệp. Anh chỉ là đang khen bức tranh đó đẹp. Nó đẹp như nụ cười của em vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Mặc dù không đồng ý với lời tỏ tình của Jay, nhưng Sarah đã phải lòng người đàn ông trước mặt mình rồi. Nhưng hành động tối qua của Jay đã khơi dậy sự nghi ngờ của người mẹ. Bà luôn cảm thấy rằng Jay đối xử với Sarah có chút khác lạ. Đồng thời Jay cũng đang tìm cách dò thám mẹ mình. Anh hỏi mẹ mình rằng tối qua bà đã nói gì với Sarah. Lẽ nào mẹ không thể nói chuyện với nhân viên công ty hay sao? Nhưng điều này không thể đánh lừa được Jay. Thấy vậy, người phụ nữ không còn che giấu nữa. Mẹ muốn biết mối quan hệ của con với cô ta là gì. Sarah cũng đã giải thích rồi. Cô ta nói rằng cô ta với con là sếp và nhân viên. Nhưng điều bà không ngờ được rằng Jay đã mở miệng và nói rằng con không hy vọng chúng con chỉ là bạn. Con có thực sự nghĩ rằng cô ta phù hợp với con hay không? Jay nhanh chóng gật đầu. Điều này khiến mẹ anh có chút giật mình. Con đã quên những gì mẹ đã dạy con từ khi còn nhỏ hay sao? Đừng bao giờ tin vào phụ nữ xinh đẹp, tạm thời chưa nhắc đến điều kiện nhà cô ta. Vấn đề là cô ta còn có một đứa con nữa kìa. Đối mặt với câu hỏi của mẹ, Jay sớm đã có quyết định của mình rồi. Có tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là bản thân anh đầy tiền và anh yêu cô ấy thật lòng. Mẹ Jay nghe vậy liền tỏ vẻ mặt thất vọng. Con cũng giống như người cha ngu ngốc của con vậy. Sarah sẽ không yêu con hơn con trai của cô ta đâu. Đây là ấn tượng của bà ấy về Sarah. Jay không muốn tiếp tục cãi nhau với mẹ nữa.
anh liền đứng dậy và rời đi, chỉ để lại mẹ anh đang vô cùng khó chịu. Vì theo đuổi được Sarah, bản thân Jai cũng đã chịu rất nhiều áp lực. Còn Sarah đương nhiên cũng có sự tính toán của riêng mình rồi, dù gì thì cô cũng không sống một mình. Cô còn phải chăm sóc con trai của mình nữa. Nhưng ngày hôm sau, cô đã phát hiện ra một việc. Điều khiến Sarah sốc là cô đột nhiên nhận được một chuyển phát nhanh. Sarah mở gói một cách đáng ngờ. Sau khi bóc hộp quà đó ra, cô có chút kinh ngạc. Bức tranh nổi tiếng xuất hiện trước mặt mình. Bức tranh này là bức tranh yêu thích của cô ấy. Sarah suy nghĩ một hồi lâu. Cô biết rằng ngoài Jai ra thì không ai có đủ sức để mua nó cả. Cô cũng không thể nghĩ ra ai khác ngoài Jai cả. Sarah lấy điện thoại và gọi ngay cho Jai. Món quà này quá giá trị rồi. Tôi không thể nào nhận nó được. Nhưng Jai chẳng bận tâm đến điều đó. Tiền với anh không hề quan trọng. Quan trọng là em thích bức tranh đó. Xin đừng gây áp lực cho tôi. Anh xin em hãy cho anh cơ hội, chỉ một lần này thôi. Anh ấy thậm chí còn chủ động mời Sarah đi ăn tối. Nhưng Sarah có chút lo lắng. Chúng ta đã sai lầm ngay từ bước đầu tiên rồi. Chúng ta không cùng sống trong một thế giới. Hơn nữa, Sarah còn một đứa con trai cần phải chăm sóc. Nhưng ngay cả như vậy, Jai vẫn chỉ đứng mỉm cười. Anh hiểu những khó khăn của em hơn bất kỳ ai. Anh sẽ luôn luôn chờ đợi em. Anh sẽ không bao giờ lùi bước cả. Đối mặt với một người đàn ông xuất sắc như vậy, Sarah cũng khó mà không bị cám dỗ. Nhưng cô không biết rằng, Jai còn có một người mẹ vô cùng khó tính và bảo thủ. Bà ta luôn luôn quan tâm đến đời sống tình cảm của Jai. Chỉ cần một chút tai tiếng thôi, mẹ Jai liền trở nên rất cáu kỉnh. Bởi vì Sarah đã không đáp ứng yêu cầu đủ yêu cầu của bà. Cho dù Sarah có biểu hiện ưu tú như thế nào đi chăng nữa, thì dù sao cô ấy cũng là một bà mẹ đơn thân đang nuôi một đứa con. Theo quan điểm của mẹ Jai thì Sarah không xứng với Jai. Bà ta tự nhốt mình trong phòng cả ngày. Jai không hiểu vấn đề. Anh tới phòng mẹ để xem mẹ có bị sao hay không. Lúc đầu, mẹ anh không hề thừa nhận. Cho đến khi Jai tìm thấy những bức ảnh trên điện thoại của bà, lúc đó anh mới hiểu vì sao mẹ anh lại tức giận đến thế. Nhưng đối với chuyện của Sarah, thái độ của Jai rất kiên quyết. Anh không muốn mẹ mình mang những thành kiến với bố áp đặt lên người của Sarah. Từ nhỏ đến lớn, Jai luôn được truyền bá tư tưởng rằng phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm. Anh đã nghe quá nhiều những lời nói đó rồi. Trước khi đi, Jai đã nói với mẹ mình rằng con sẽ luôn theo đuổi Sarah. Nhưng rồi còn chưa kịp bước xuống lầu thì đã có một sự có xảy ra rồi. Nhà cung cấp đe dọa Sarah trước đó. Không biết ai đứng sau hậu trường giúp đỡ họ. Chỉ sau vài ngày đã được thả tại ngoại. Jai không có thời gian để nghĩ nhiều. Anh lập tức sắp xếp người của mình. Đến ở gần nhà của Sarah 24/24. Ngay cả một con ruồi cũng không được lọt vào nhà của cô. Nhưng theo quan điểm của Sarah, người đàn ông đó sẽ không có lý do gì để làm phiền cô thêm một lần nữa cả. Cô cho rằng Jai có chút lo lắng thái quá. Chỉ cần nhắc đến em, anh lại mất kiểm soát. Anh chỉ hy vọng rằng em sẽ không gặp bất kỳ tổn thương nào. Cho dù Sarah có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng dù gì cô ấy cũng là phụ nữ. Làm sao cô ấy có thể không muốn có ai đó bảo vệ mình cơ chứ? Trong khoảnh khắc này, họ giống như một gia đình thực sự. Jai biết điều mà Sarah quan tâm nhất là gì. Jai chủ động làm quen với con của Sarah. Lúc này không thể nhìn ra được Jai từng là một chủ tịch lạnh lùng. Nhưng tại thời điểm này, điện thoại của Sarah bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến là mẹ chồng của cô. Bà nói rằng ông Ibrahim đột nhiên ngất xỉu. Bây giờ bà không biết phải làm gì cả. Bà hy vọng Sarah có thể đến và ở bên cạnh mình. Sarah không nghĩ quá nhiều. Cô và Jai vội vã đến bệnh viện. Thật trùng hợp, Jai quen biết giám đốc bệnh viện này. Anh ấy có thể sắp xếp giáo sư giỏi nhất để phẫu thuật cho ông Ibrahim. Nhưng vẫn chưa hết, Jai đã chuẩn bị thêm 2 phòng đơn để cho Sarah và mẹ chồng có thể nghỉ ngơi trước đã. Khi cuộc phẫu thuật kết thúc sẽ có nhân viên đến thông báo cho họ. Điều này khiến Sarah vô cùng ngạc nhiên. Cô bất ngờ vì Jai đã vì cô mà làm chuyện này, sẵn sàng giúp đỡ gia đình người chồng đã chết của cô. Còn Jai thì vốn dĩ chẳng hề để ý đến chuyện này. Anh sẽ làm mọi thứ vì em. Jai luôn tỏ tình với Sarah trong từng khoảnh khắc. Không chỉ vậy, anh còn để Sarah nghỉ ngơi 2 ngày. Dặn cô cũng đừng quá lo lắng về việc kinh doanh của công ty. Em nên ở bên cạnh họ. Em đi đi, cần gì thì cứ gọi cho anh. Trước khi ra đi, anh đã dặn dò Sarah rằng khi có chuyện gì ngay lập tức phải gọi điện cho anh. Nói xong, anh liền quay lưng rời đi. Mặc dù Jai đã phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng không bao giờ anh nói điều này ra với Sarah cả. Anh nhớ đến trạng thái của mẹ mình, lập tức gọi ngay cho bảo mẫu. Nhưng tâm trạng của mẹ Jai rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Nhưng mà bảo mẫu lại nói với Jai rằng tình hình mẹ anh không ổn lắm. Cả ngày chẳng chịu ăn uống gì cả. Jai cũng chẳng còn cách nào khác, anh chỉ có thể dặn bảo mẫu chăm sóc mẹ thật tốt. Vì gần đây anh ấy bận công việc, sắp có lễ ra mắt dự án mới. Những người đến tham gia là những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội. Anh ấy và Karam đều đang đứng giới thiệu trên sân khấu. Hai người họ đề cao công lao của Sarah, lý do tại sao công ty rất phát triển và thành công như vậy. Tất cả bắt nguồn từ thiết kế sản phẩm của Sarah. Thấy Jai nói chuyện thoải mái trên sân khấu, ánh mắt của Sarah có một chút gì đó khác lạ. Nhưng cô không ngờ rực rằng mẹ của Jai sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để làm bẽ mặt cô. Trước mặt mọi người, bà ta trực tiếp nói về cuộc sống của Sarah. Từ nhỏ cô đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Bây giờ thì đang sống với một đứa con trai nhỏ.
Tôi thừa nhận cô vô cùng ưu tú, nhưng đừng nghĩ rằng bằng cách này là cô có thể gả vào một gia đình giàu có nhé. Con trai tôi là một doanh nhân xuất sắc, vì vậy cô hãy loại bỏ suy nghĩ của mình càng sớm càng tốt. Những lời này khiến Sarah cảm thấy xấu hổ. Mẹ Jai trực tiếp nói cô là người phụ nữ mưu mô. Sarah rời khỏi địa điểm một cách giận dữ. Thấy vậy, Jai vội vàng đi tới kéo cô lại. Anh không biết mẹ anh đã nói gì với em, nhưng anh hứa với em là anh sẽ giải quyết được. Chúng ta còn chưa ở bên nhau mà đã xảy ra chuyện này rồi. Vậy nếu như chúng ta thật sự ở bên nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lúc này Jai chợt nhận ra rằng chắc hẳn mẹ anh đã nói điều gì đó rất thái quá. Rồi anh tìm thấy mẹ mình. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Con chỉ yêu duy nhất người phụ nữ đó. Ai muốn ngăn cản đều không có tác dụng đâu. Đừng thách thức đến giới hạn của con nữa. Ngay cả khi mẹ là mẹ ruột của con. Sau đó anh liền lái xe đến nhà của Sarah. Nhưng bất kể Jai có giải thích thế nào đi nữa, Sarah cũng đã nói ra điểm mấu chốt của vấn đề. Bây giờ chúng ta chưa ở bên nhau, đã gặp phải sự phản đối lớn như vậy rồi. Nếu thực sự bên nhau, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Cô mong Jai hãy suy nghĩ thật kỹ về điều này. Thời gian này cô hy vọng anh sẽ bình tĩnh lại một chút. Nói xong Sarah liền quay người bước đi. Nhìn vào bóng lưng của Sarah, Jai cảm thấy bất lực và khó chịu. Một bên là người phụ nữ anh yêu sâu đậm, một bên là người mẹ đã nuôi nấng anh khôn lớn. Nhưng dù khó khăn đến đâu, anh vẫn phải đưa ra lựa chọn. Jai cố gắng thay đổi cách nhìn của mẹ về Sarah. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ mẹ đều lựa chọn cho con. Bây giờ con đã gặp được người phụ nữ con yêu. Với mẹ thì tình yêu ấy lại trở thành một âm mưu chỉ vì tiền. Nhưng tư duy truyền thống của mẹ Jai đã ăn sâu vào gốc rễ. Bà đã có một cuộc hôn nhân thất bại trước đó. Vì vậy, bà không muốn Jai cũng bị tổn thương như mình. Bà chỉ muốn Jai cưới người mà bà đã lựa chọn làm con dâu nhà này. Đối với thái độ này của mẹ, Jai chỉ để lại một câu rằng bất kể có ai phản đối đi chăng nữa, cũng ai có thể ngăn cản được việc con yêu Sarah đâu. Con muốn kết hôn với người phụ nữ đó. Cứ như thế hai mẹ con Jai lại không đi đến được việc đồng nhất quan điểm. Nhưng những áp lực mà Jai phải đối mặt, Sarah lại không hề hay biết. Cô vẫn đang nghĩ đi nghĩ lại những gì mẹ của Jai đã nói. Bạn thân cô nhìn thấy điều này, liền tiến tới an ủi Sarah rằng cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng ưu tú trong công việc nữa, nên cũng không cần phải đến những gì người phụ nữ đó nói đâu. Để Sarah có thể ổn định lại cảm xúc của mình, Jai chỉ có thể sắp xếp thư ký đến để nhận bàn giao công việc. Đợi đến khi Sarah đã bình tĩnh lại, anh sẽ đến nói chuyện với cô thêm một lần nữa. Ngay cả khi đến giờ ăn, anh cũng chỉ có thể liếc nhìn trộm cô một cái. Rõ ràng là vì Sarah, Jai thực sự đã phải bỏ ra rất nhiều. Đêm đến, khi Jai vừa quay trở về đến nhà, Jai lại lấy lý do công việc để được nói chuyện với Sarah. Đối với các dự án mới của công ty, Sarah đã đưa ra rất nhiều ý tưởng. Jai tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào Sarah. Miễn sao đó là ý tưởng của Sarah thì anh đều tán thành. Mặc dù không ai trong hai người họ nói một cách rõ ràng, nhưng Jai đã chứng minh điều đó bằng hành động của mình. Chỉ cần Sarah mở lời thì cho dù là chuyện gì đi chăng nữa, giống như việc bố chồng của Sarah phải nằm viện vậy, Jai đã sử dụng các mối quan hệ của mình tìm bác sĩ tốt nhất để phẫu thuật cho ông. Điều này đủ để chứng minh rằng Jai thực sự yêu Sarah. Và cũng chính vì điều này, mẹ chồng cũ hết lòng biết ơn Sarah. Ngày đó vào thời điểm khó khăn nhất đối với Sarah, gia đình chồng cũ của cô đã không ra tay cứu giúp. Bây giờ Sarah không quan tâm đến những ân oán trong quá khứ nữa. Cô ra tay giúp đỡ gia đình chồng cũ mình mà không suy nghĩ. Cô đưa con trai đến gặp ông nội. Ông Ibrahim từng là một người vô cùng độc đoán. Nhưng khi nhìn thấy cháu nội của mình, cuối cùng ông cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Ông nói lời xin lỗi với Sarah. Ta hy vọng con sẽ cho ta thêm một cơ hội. Hãy để ta bù đắp cho những sai lầm của mình. Sức khỏe của ta đang trở nên tồi tệ hơn. Ta rất hy vọng cả nhà có thể sống trong hòa bình và hạnh phúc. Nghe đến câu nói này, mặc dù Jai đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là một người tốt bụng. Con tha thứ cho bố, con chỉ hy vọng bố sống thật khỏe mạnh mà thôi. Hai câu tưởng chừng đơn giản này, nhưng đã giải quyết hàng chục năm bất bình của họ. Có lẽ đó là vì lòng tốt của Sarah. Chính lòng tốt này cũng đã thu hút Jai. Lúc này, Jai đang cùng Karam thư giãn trên biển. Họ dạo chơi không mục đích trên du thuyền riêng. Jai cũng bày tỏ suy nghĩ bên trong của mình. Anh ấy đã sống dưới sự kiểm soát của mẹ mình trong nhiều năm. Những sai lầm mà cha anh đã mắc phải, tại sao lại phải để anh phải gánh chịu cơ chứ? Giờ anh không có quyền chọn người mình yêu. Dù gì hai người cũng đã là anh em trong nhiều năm. Karam có thể hiểu cảm giác này. Đối với chuyện của Sarah, Karam cũng đã lùi lại một bước. Anh hy vọng rằng Jai sẽ được sống trong hạnh phúc. Anh còn liên tục cổ vũ bạn mình rằng không dễ gặp được người mình thích, nên đừng buông tay cô ấy dễ dàng. Và nửa đùa nửa thật rằng nếu như Jai định từ bỏ, vậy thì anh sẽ theo đuổi Sarah. Những lời nói đó đã khiến Jai thu hết can đảm lại. Đêm đó anh ấy và Sarah lại đang trao đổi về dự án. Sau đó Jai đột nhiên nhắn rằng, anh có thể gọi cho em bây giờ không? Sarah do dự trong một thời gian dài, vốn dĩ cô định gõ rằng không được nhưng sau đó lại xóa đi. Jai cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách lo lắng. Cuối cùng cũng đợi câu trả lời của Sarah. Cô nói rõ ràng rằng nếu đó là về công việc, thì anh ấy có thể gọi cho cô bất cứ lúc nào.
Điều này cũng như cho Jai thêm một cơ hội. Anh ngay lập tức gọi điện cho Sarah. Jai biết rất rõ rằng, chỉ xin lỗi sẽ không giải quyết được vấn đề. Lần đầu tiên anh ấy khen ngợi Sarah vì sự nghiêm túc của cô ấy. Sau đó anh ấy nói điều gì đó có ý nghĩa một chút. Hy vọng Sarah sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm. Sarah hiểu và nói chúc anh ngủ ngon. Anh thực sự rất thích được trò chuyện với em. Chúc em ngủ ngon. Sarah không chỉ giúp bố chồng bệnh nặng vượt qua khó khăn, còn rộng lượng tha thứ cho bên kia. Con tha thứ cho bố rồi. Nhưng ai mà có thể nghĩ được rằng hành động tử tế này của Sarah đã làm dấy lên sự bất mãn của con trai cả của ông Ibrahim. Anh ta cho rằng Sarah làm như thế là vì sự giàu có của gia đình anh ta. Người đàn ông này không chỉ lười nhác, thậm chí còn lừa dối người vợ đang mang thai của mình. Nhưng điều buồn cười là anh ta không nghĩ đó là lỗi của mình. Sarah có lòng tốt cùng chị dâu với mẹ chồng đi khám thai. Không ngờ anh trai chồng cũng đã chờ đợi bên ngoài. Anh ta giả vờ xin lỗi vợ mình, nhưng thực tế thì là do anh ta sợ người vợ giàu có này của mình sẽ tức giận mà đuổi anh ta ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Như thế thì anh ta sẽ không nhận được một xu nào cả. Nhưng em rể của anh ta thì lại chẳng vị tha như chị mình. Anh ấy không thể chịu đựng được một người anh rể trăng hoa. Sau đó cả hai đã lao vào đấm nhau. Sarah chỉ có thể kéo em râu đứng sang một bên. May mắn thay cảnh sát đã đến kịp thời. Thật trùng hợp, lúc này ông Ibrahim bỗng dưng gọi tới, hỏi về việc khám thai của con dâu. Lo lắng cho cơ thể của bố chồng, Sarah yêu cầu mẹ chồng cũ đừng kể chuyện này ra. Ngay khi Sarah đang bận rộn việc nhà, công ty bất ngờ gọi điện tới, hỏi cô về các tài liệu dự án được chuẩn bị đến đâu rồi. Sarah cũng không hề có ý che giấu. Cô nói rằng chuyện này cô với bạn mình rồi và bây giờ cô đang bận ở đồn cảnh sát. Khi về nhà cô ấy sẽ gửi tài liệu cho công ty. Lúc này, Jai cũng đang ở gần đó. Anh đã nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Anh chạy đến đồn cảnh sát để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thấy Sarah không bị thương, Jai mới thở phào nhẹ nhõm và Sarah cũng rất bất lực. Cô không ngờ anh trai của người chồng đã chết của mình lại là loại người này. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Sarah cũng không thể chỉ ngồi bên lề hóng biến được. Cô sẽ làm những gì trong khả năng mà bản thân cô cho phép để có thể giải quyết điều này. Nhưng lúc này Sarah không nhận ra rằng chính vì phẩm chất thuần khiết và tốt bụng này của cô đã khiến Jai mê cô như điếu đổ. Sau đó Jai nói rằng nếu có bất cứ điều gì mà anh có thể làm được, xin Sarah hãy nói với anh. Anh không muốn em bị tổn thương. Không biết từ khi nào, mỗi lần Sarah gặp rắc rối thì Jai sẽ luôn ở bên cạnh cô. Nhưng khi hai người đang nói chuyện, anh trai chồng Sarah đã hùng hục lao ra ngoài, nói với Sarah một giọng điệu kỳ lạ. Tại sao cô vẫn còn ở đây? Chuyện của gia đình tôi chẳng liên quan gì tới cô cả. Lúc này Jai có chút không giữ nổi bình tĩnh. Sao anh dám nói chuyện với người phụ nữ của tôi như vậy? Người đàn ông này không biết danh tính của Jai, liền tỏ ra cái vẻ của thiếu gia nhà giàu, yêu cầu Jai mau biến khỏi tầm mắt của mình. Bây giờ tâm trạng của tôi đang không tốt lắm. Anh nên biết rằng nếu như anh nói chuyện với ngữ điệu này, tôi sẽ cho anh biết thế nào là bố mẹ nhận không ra đó. Anh có vệ sĩ không ý nhỉ? Jai đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Nếu không phải vì có Sarah đang đứng cạnh, sợ người đàn ông đó thậm chí sẽ còn không có cả cơ hội để nói chuyện với anh ý chứ. Jai đề nghị rằng anh sẽ đưa họ trở về nhà. Trải qua thêm chuyện lần này, Sarah cũng đã có một cái nhìn khác về Jai. Đối mặt với một người đàn ông trưởng thành và bá đạo như vậy, ngay cả Sarah cũng khó mà không bị cám dỗ. Jai lập tức tung đòn tấn công khi mọi chuyện còn đang nóng hổi. Khi anh biết em đang ở đồn cảnh sát, trong lòng anh vô cùng lo lắng. Sau đó đột nhiên Jai nói rằng sao em không chấp nhận anh. Sarah không còn trốn tránh nữa. Cô nói ra hết những suy nghĩ của mình. Cô ấy không phủ nhận rằng bản thân mình đã phải lòng Jai rồi. Nhưng nếu như cô đồng ý lúc này thì bản thân cô vẫn còn một chút lo lắng. Điều này khiến Jai nhìn thấy một cơ hội khác. Anh ấy nói rằng chờ đợi bao lâu cũng được, cho đến khi Sarah đồng ý thì thôi. Thời gian đó Jai sẽ luôn ở bên cạnh Sarah. Khi về đến nhà, cả hai như mới yêu nhau quyến luyến không rời. Jai lúc này không còn là một tổng thống độc đoán nữa. Anh chỉ như bao người đàn ông khác lúc mới yêu mà thôi. Anh tin rằng một ngày nào đó em sẽ đồng ý yêu anh. Trên đời này không ai có quyền làm tổn thương em cả. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Đối mặt với lời tỏ tình trìu mến của Jai, lúc này Sarah có chút xấu hổ. Anh có vẻ tự tin nhỉ? Đúng vậy. Bởi vì anh yêu em, anh tin là sẽ có ngày em sẽ yêu anh. Anh tự tin đến vậy sao? Đối mặt với lời tỏ tình của Jai, Sarah đã không trả lời anh bất cứ điều gì. Nhưng trong trái tim của Jai, Sarah sớm đã trở thành thứ quý giá nhất trong lòng anh rồi. Sớm hay muộn gì thì Sarah cũng sẽ có câu trả lời cho anh mà thôi. Những lời tỏ tình nối tiếp nhau, Sarah cũng khó mà không bị cám dỗ. Bức tranh nổi tiếng trị giá hàng triệu đô la, miễn đó là thứ mà Sarah thích, Jai nhất định sẽ dùng mọi cách mua tặng cho cô mà không do dự. Sáng hôm sau khi Sarah chuẩn bị đi làm, nhưng đã bị bảo mẫu ở nhà chặn lại. Cô ấy hỏi xem bức tranh nên được bày trí thế nào. Sarah do dự một lúc lâu. Trước đó cô có ý định vứt đi, nhưng bây giờ cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình rồi. Điều này cũng chứng minh rằng Sarah đã đang dần cố gắng chấp nhận Jai. Khi cô đến công ty, cô thấy rằng Jai đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngày hôm nay đối với họ mà nói, đó là ngày quan trọng nhất.
Jay tỏ ra hoàn toàn tin tưởng Sarah. Anh để Sarah phụ trách bài phát biểu của dự án đấu thầu. Khi cả hai đang trên đường đi, anh nói với cô rằng anh luôn tin em. Em vô cùng ưu tú, nhưng anh có một yêu cầu nhỏ. Sarah không biết tại sao. Jay nói rằng nếu hôm nay mà họ giành được dự án này, anh hy vọng em sẽ đi ăn tối cùng với tôi và không được từ chối anh nhé. Nhưng lúc này hai người đều không ngờ tới rằng một cuộc khủng hoảng đang lặng lẽ đến gần họ. Các đối thủ cạnh tranh quyết tâm sẽ giành chiến thắng. Nhà cung cấp đã đe dọa Sarah trước đây. Đó chính là do Fires đã xúi giục. Không chỉ có vậy, trước khi đấu thầu dự án, ông cũng ra lệnh cho người đàn ông này để đánh cắp các tài liệu từ công ty của Jay. Thư ký của Karam cũng đã trở thành một công cụ cho họ lợi dụng. Bị đồng tiền làm mờ đôi mắt, cô ấy chấp nhận mạo hiểm một phen, sao chép lại tất cả những thông tin tài liệu. Vì lý do đó nên công ty đối thủ có vẻ rất tự tin. Trước khi sự kiện bắt đầu, anh ta đã chế nhạo Jay rằng anh còn non và xanh lắm, sau đó liền lộ ra cái vẻ mình là người chiến thắng ra. Rất nhanh đã đến giờ bắt đầu buổi lễ. Sarah nghiêm túc giới thiệu sự sáng tạo của công ty. Jay cũng hơi lo lắng, vì dự án lần này họ đã đầu tư rất nhiều tiền và công sức. Sau khi Sarah nói xong, kiểm toán viên quyết định nghỉ giải lao 10 phút, đợi họ đưa ra kết quả cuối cùng, xem mảnh đất này sẽ thuộc về ai. Sau một thời gian dài chờ đợi, kiểm toán viên đã công bố kết quả cuối cùng. Trước sự ngạc nhiên của các đối thủ cạnh tranh, kiểm soát viên không hề chọn họ. Jay đã có được mảnh đất này như ý muốn. Đối thủ vô cùng khó hiểu. Rõ ràng là anh ta đã đi trước một bước rồi cơ mà. Sức sáng tạo của công ty Jay đã tối ưu hóa trên cơ sở này. Không muốn để mình thua trước Jay, anh ta không biết rằng hành động của mình đã bị Jay đoán được. Jay không chỉ nghiêm túc về mặt tình cảm, anh còn xử lý công việc rất nghiêm ngặt. Kể từ khi Sarah bị đe dọa, Jay đã bí mật điều tra, nghi ngờ rằng công ty mình đang có vấn đề gì đó. Sau khi lên kế hoạch, anh đã sắp xếp những nhân viên đáng tin cậy nhất. Anh đưa kế hoạch đã loại bỏ của mình vào máy tính và đặt lại tất cả các tài liệu lên trên bàn. Điều này sẽ không chỉ phát hiện ra gián điệp, cũng có thể đánh đối thủ cạnh tranh. Jay đã thắng lớn lần này, nhưng đối thủ của họ lại có vẻ mặt hơi u ám. Anh ta không muốn bỏ qua cho Jay một cách dễ dàng như vậy được. Anh ta đã chuẩn bị xong kế hoạch tiếp theo, nhưng Jay thì lại chẳng hề hay biết về chuyện này. Tất cả những gì anh ấy nghĩ về chỉ là Sarah mà thôi. Khi mối quan hệ giữa hai người đang có xu hướng gần gũi nhau hơn, Sarah cũng có cảm giác khác với anh ấy. Họ thường nhắn tin với nhau cho đến tận đêm khuya. Dù cuộc sống vẫn vậy, mỗi ngày đều bình yên trôi qua, nhưng rõ ràng là cả hai người họ đều ở trong một tâm trạng tốt hơn. Và Jay đã đưa ra một quyết định điên rồ. Anh định mời Sarah đi ăn tối. Điều quan trọng nhất là lần này anh ấy cũng tìm đến Karam để tham khảo ý kiến. Anh hỏi bạn mình rằng khi cầu hôn thì nên nói những gì. Karam lúc đầu có hơi thất vọng, nhưng sau đó anh đã trở lại bình thường. Karam cũng hy vọng tối nay mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Anh cũng đặc biệt hỏi Jay để anh ấy không lo lắng. Karam dặn bạn mình rằng hãy nói với Sarah những gì mà anh muốn nói nhất, bởi vì nếu là tình yêu thì chẳng cần đến ngôn ngữ hoa mỹ làm gì. Nhưng sau khi Jay rời đi, Karam khó tránh khỏi cảm giác có chút mất mát. Đây là lần đầu tiên mà Jay cảm thấy lo lắng. Vào buổi tối hôm đó, anh ấy đã rủ Sarah đi chơi thành công. Anh trìu mến nhìn người trong lòng và khẽ hỏi, em có thích nơi này không? Thấy vậy, Sarah khẽ gật nhẹ đầu, chẳng có gì trên đời này đẹp hơn em cả. Sau đó hai người đến bàn ăn. Đây là đội nhạc được Jay đặc biệt mời đến đây, với mục đích là để tận hưởng khoảng thời gian chỉ có hai người đêm nay. Một chủ tịch công ty vốn dĩ độc đoán khó gần, ngay lúc này đây anh lại có chút xấu hổ. Jay chần chừ hồi lâu, sau đó cũng mở miệng và nói, thực ra anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn chưa đợi Sarah phản ứng lại, Jay lại tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình. Anh muốn sống cùng em đến hết cuộc đời. Anh yêu em, đồng ý lấy anh nhé. Đối mặt với một lời cầu hôn bất ngờ, trong một lúc Sarah có chút hơi thất thần, nhưng Jay thì cứ ngồi cười ngây ngốc mãi. Anh ấy ước gì lúc này Sarah có thể nói lời đồng ý với mình. Sau đó Jay đã nói tiếp rằng, anh chỉ muốn nói để em biết rằng, anh thực sự rất yêu em. Em không cần phải vội vàng trả lời anh đâu, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Khi nào em đã suy nghĩ kỹ thì hãy đến nói đáp án cho anh nhé. Trước mặt mình là một người đàn ông vô cùng ấm áp. Sarah đột nhiên thở dài một cái. Kể từ khi chồng cô qua đời cho đến nay, chưa từng có ai tốt với cô ấy như vậy cả. Bề ngoài, Jay có vẻ bình thường, nhưng thực ra anh cũng đang vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau anh tìm đến cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình. Bất cứ khi nào mà Jay gặp chuyện gì đó khó khăn, anh sẽ tìm đến cấp dưới cũng như người chú này của mình. Anh lắng nghe những lời khuyên của người đi trước. Sau khi biết về việc Jay đã cầu hôn Sarah, ông chú đã nói lời chúc mừng đến với anh. Ông chú đã chứng kiến Jay lớn lên từng chút một. Mặc dù quan hệ của hai người là cấp trên cấp dưới, nhưng nó giống tình cảm của người cha dành cho con hơn. Jay lo lắng rằng mình sẽ bị Sarah từ chối. Chú liền nói một câu an ủi anh rằng, ta tin rằng con sẽ có một kết thúc có hậu. Trước khi cô ấy nói lời đồng ý thì vấn đề chỉ còn là thời gian nữa thôi. Cuộc đối thoại này đã nhân đôi sự tự tin của Jay, và những gì ông chú nói là hoàn toàn đúng. Kể từ tối qua, Sarah đã luôn như người mất trí vậy. Ngay cả khi đối mặt với những lời hỏi han từ bạn thân mình, cô vẫn nhất mực khẳng định rằng tối qua cô ở nhà,
mà không nói bất cứ điều gì về lời cầu hôn của Giai cả. Nhưng khi mọi thứ đang đi đúng hướng, thì một sự cố đã xảy ra. Mẹ của Giai bất ngờ đến công ty. Kể từ khi hai mẹ con cãi nhau đến nay, họ cũng rất hạn chế chạm mặt nhau. Bây giờ mẹ Giai cũng đã nghĩ thông rồi, quyết định không can thiệp vào đời sống tình cảm của Giai nữa, cứ để nó phát triển tự nhiên. Giai đã rất ngạc nhiên trước những lời này. Nhưng mẹ anh vẫn chưa nói xong, bây giờ bà ấy đang có một việc vô cùng cấp bách. Đó là bà sẽ tổ chức một cuộc đấu giá. Những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội sẽ đến tham gia. Tất cả số tiền thu được trong đêm đó, tất cả dùng để quyên góp xây dựng bệnh viện. Đây là một điều tốt đối với Giai, nhưng anh luôn nghi ngờ rằng có phải mẹ anh đã thực sự thay đổi suy nghĩ về Sarah hay không. Thật trùng hợp, khi người phụ nữ rời đi, bà đã gặp Sarah và người bạn thân nhất của cô ấy. Khi đối mặt với bạn thân Sarah, thái độ của người phụ nữ là rất là vui vẻ. Nhưng khi Sarah nói chuyện với bà ta thì khuôn mặt của bà ta đã thay đổi ngay lập tức. Sau đó rời khỏi công ty, rõ ràng cuộc đấu giá này không hề đơn giản. Một âm mưu chống lại Sarah đang âm thầm đến. Khi Sarah vừa trở lại văn phòng, cô đã nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ. Đầu tiên bác sĩ hỏi về tình trạng thể chất của cậu bé, nhưng đó chỉ là nói chuyện lịch sự mà thôi. Lý do thực sự mà bác sĩ gọi cho Sarah là danh tính người tổ chức đấu giá được chứng nhận bởi công ty Giai. Sarah không hiểu tại vì sao Giai chưa bao giờ đề cập đến điều này với cô ấy cả. Bạn thân cô liền lên tiếng nói đỡ rằng có thể đây là điều bất ngờ anh ấy chuẩn bị cho Sarah. Trong khi cả hai đang nói chuyện, Giai cũng bước vào văn phòng. Đối mặt với câu hỏi của Sarah, Giai đã nói thật về tiến độ của dự án bệnh viện. Anh cũng chỉ vừa mới biết về cuộc đấu giá. Số tiền kiếm được trong buổi đấu giá sẽ dùng để giải cứu trẻ em nghèo không được đi khám bệnh. Và đây cũng là điều mà Sarah quan tâm nhất. Đó cũng là ước mơ bao năm qua của cô ấy. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Giai, dự án bệnh viện có thể được thực hiện rất nhanh. Trong lòng Sarah ngập tràn hạnh phúc. Trước khi đi, Giai nửa đùa nửa thật nói rằng, anh rất mong được gặp em tại buổi đấu giá. Hy vọng em sẽ đến đúng giờ. Sau khi Giai rời đi, bạn thân Sarah nghi ngờ nói rằng, tớ đã làm việc trong công ty rất lâu. Đây là lần đầu tiên tớ thấy Giai hạnh phúc như vậy đó. Nhưng Sarah cũng chỉ ở một gật đầu cho qua. Cho đến tối hôm đó, tất cả các loại cổ vật có giá trị được chuyển đến buổi đấu giá. Vì sự thành công của sự kiện này, Giai đã đến nơi tổ chức rất sớm. Anh vô cùng kiên nhẫn giới thiệu với khách. Sau đó Sarah cùng con trai cô cũng bước đến. Còn 10 phút nữa sự kiện mới bắt đầu. Nhưng Giai luôn cảm thấy có điều gì đó rất bất an. Anh thấy mẹ mình đang đứng một mình, liền đi đến và nói với mẹ rằng con không muốn có bất kỳ rắc rối nào hôm nay cả. Chúng ta hiểu rất rõ về nhau đúng không? Mẹ Giai vẫn đang cố gắng giải thích. Nếu như Giai cứ khăng khăng cưới Sarah, bà nhất định sẽ không ngăn cản. Vì người mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc cả. Con mong là mẹ thật lòng. Giai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi anh ấy rời đi, mẹ anh đã làm lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Vì để theo đuổi người mẹ đơn thân là Sarah, Giai đã bỏ ra hàng triệu đô để tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Tất cả thu nhập kiếm được đêm đó sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em nghèo. Đó là giấc mơ cả đời này của Sarah. Cô ấy đã từng vì muốn phẫu thuật cho con trai nên đã làm tất cả mọi thứ miễn là có tiền. Đến nay Giai bỏ ra cả 100 triệu đô la chỉ để giành được nụ cười của cô mà thôi. Đồng hồ cổ trị giá 50.000 đô la. Bất ngờ có một vị khách đưa giá 200.000 đô để mua nó. Điều này khiến Sarah vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ sức ảnh hưởng của Giai lại lớn như vậy. Sự ưu ái của cô dành cho Giai lại tiến thêm một bậc. Nhưng tại thời điểm này đã có một sự cố xảy ra. Dưới ánh nhìn của toàn thể quan khách, mẹ của Giai bước lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên bà giải thích mục đích tổ chức buổi đấu giá này. Đây đều là những đề xuất mà Giai đã đưa ra. Còn rất nhiều trẻ em nghèo không được đi khám bệnh. Những người ngồi đây đều là những doanh nhân thành đạt, có thể sẽ trích ra một khoản tiền nhỏ để giúp đỡ những gia đình nghèo này. Những lời này đã khiến quan khách ngồi dưới vô cùng tán thành. Nhưng trong giây tiếp theo, bà ta đã thay đổi phong cách của mình. Đồng thời bà có một thông báo quan trọng muốn nói. Đó là về lễ đính hôn của Giai. Nửa kia chính là Sarah, một nhân viên thiết kế trong công ty. Lời vừa nói ra liền gây náo động. Thân phận của hai người rất khác nhau. Bên cạnh Sarah còn có một cậu con trai nhỏ tuổi. Các phóng viên ngay lập tức tìm tới Giai. Và tin tức này là một cú đánh mạnh vào tâm lý con trai của Sarah. Sau đó cả hai mẹ con nhanh chóng rời khỏi địa điểm. Trên đường về nhà cậu bé vô cùng ủ rũ. Bất kể Sarah có nói gì đi nữa thì cậu bé vẫn phớt lờ mẹ mình. Còn Giai thì chẳng hề biết gì về thông tin này cả. Lúc này anh đang tranh luận với mẹ mình. Tại sao mẹ lại đột nhiên nói ra thông tin đó vậy? Nhưng mẹ anh chẳng hề quan tâm đến lời anh nói. Bà nghĩ rằng đó là một việc tốt mà bà đã làm giúp con trai mình. Lúc này Giai liền nói ra tâm ý thực sự của mẹ. Mẹ chỉ muốn làm cô ấy phải xấu hổ trước mặt con trai cô ấy mà thôi. Nhưng bất kể Giai có nói gì đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đúng vậy, chuyện hôm đó là một cú đánh lớn đối với một cậu bé. Trước khi đi ngủ, cậu bé liền lên tiếng nói rằng, mẹ ơi, sao thế con? Ai sẽ kết hôn vậy mẹ? Mẹ sẽ kết hôn sao? Mẹ sẽ không làm những điều mà con không thích đâu. Yên tâm nhé, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là lý do tại sao Sarah luôn trốn tránh tình cảm của Giai. Lời cầu hôn cách đây không lâu,
Sarah còn đang suy nghĩ về việc con trai mình. Đó là lý do tại sao cô không đồng ý với Jai ngay lúc đó. Cô muốn từ từ thuyết phục con trai mình. Nhưng ai mà ngờ được rằng hôm nay mẹ Jai lại làm như vậy. Bà đã trực tiếp công khai mối quan hệ của cả hai. Ngay cả người bạn thân nhất của Sarah cũng có ý kiến. Cả hai đã chơi thân với nhau bao nhiêu năm qua. Vậy mà giờ này cô ấy lại là người biết cuối cùng. Lúc này cô ấy không nghĩ Sarah còn coi cô như một người bạn nữa. Nghe thấy bạn thân nói ra những lời như vậy, trái tim của Sarah cũng rất buồn. Cô ấy biết rằng bạn thân của mình luôn thích Karim. Cô không muốn mối quan hệ của mình gây áp lực cho bạn thân. Nhưng dù cô ấy có giải thích thế nào đi chăng nữa, thì bạn cô cũng chẳng để vào đầu nữa rồi. Cô ấy muốn về nhà suy nghĩ thật kỹ về tình bạn của cô với Sarah. Lý do tại sao cô ấy lại tức giận như vậy, không chỉ vì thông báo tin đính hôn. Hóa ra vào đêm mà Jai cầu hôn Sarah, cô với Karim cũng hẹn nhau ra ngoài. Dưới tác dụng phụ của rượu, cả hai ngày càng thân thiết hơn. Mặc dù không có gì khác xảy ra, nhưng cô ấy nghĩ rằng đây là tình yêu. Nhưng những hành động tiếp theo của Karim lại khiến cho cô ấy rất đau lòng. Anh ấy không thèm quan tâm đến cô. Nhưng khi nhìn thấy Sarah, thái độ của anh ấy rất nhiệt tình. Cô ấy không tránh khỏi có chút chạnh lòng. Tại sao đàn ông tốt luôn xoay quanh Sarah? Đó là lý do tại sao hôm nay cô ấy lại nổi đóa lên như vậy. Nhưng làm sao cô có thể hiểu được? Trái tim của Sarah cũng đau đớn biết nhường nào. Một bên là cậu con trai nhỏ của mình, bên kia là một người luôn quan tâm theo đuổi. Jai biết lúc này Sarah cần nghỉ ngơi, nên mãi cho đến ngày hôm sau anh mới gọi cho cô. Jai nói rằng hôm nay Sarah không cần phải đi làm, cô hãy đưa con trai ra ngoài đi dạo đi. Những từ đơn giản này, điều đó đủ để chứng minh rằng Jai thực sự rất yêu Sarah. Nhưng tâm trạng của cậu bé vẫn rất tồi tệ. Thật trùng hợp, lúc này mẹ chồng cô gọi điện tới. Con dâu cả của bà có tâm trạng không tốt. Bà hy vọng Sarah có thể về nhà để thuyết phục cô ấy. Khi nghe thấy giọng nói của bà nội, cậu bé lập tức mỉm cười. Sarah cũng không hề nghĩ nhiều. Cô biết những chuyện này đối với phụ nữ mà nói là một cú trời đánh. Bây giờ chị dâu cô lại đang có bầu. Cô cũng không ngờ rằng anh trai của chồng thực sự là loại người như thế. Sarah thuyết phục chị dâu hãy vì con mà nghĩ thoáng ra. Nếu cần sự trợ giúp gì thì có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào. Cứ như thế Sarah ở lại nhà chồng cũ cả một buổi chiều. Cậu bé cũng vô cùng vui vẻ, vẫn không nỡ rời khỏi đây. Ông Ibrahim nói rằng cậu bé và mẹ lúc nào cũng có thể đến đây. Nghe vậy cậu liền gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị rời đi, bà ơi, nếu sau này mẹ con mà kết hôn, con sẽ ở với mọi người. Cậu bé vừa nói xong không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Biểu hiện của mọi người là khác nhau. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con đâu. Mẹ không lừa con chứ? Đương nhiên rồi, con trai. Sau đó cô viện cớ để bảo mẫu đưa con trai ra chỗ khác. Mẹ chồng cô hỏi cô thêm một lần nữa để xác nhận. Nhưng khoảnh khắc đó Sarah không biết nên nói gì cả. Cô do dự mất một lúc lâu, sau đó mới quyết định nói ra mọi chuyện, rằng Jai đã cầu hôn với cô. Nhưng cô chưa hề đồng ý thì mẹ của Jai đã bất ngờ tuyên bố rằng cả hai chuẩn bị đính hôn với nhau. Tình cờ là cậu bé cũng có mặt ở đó nên mới gây ra sự hiểu lầm này. Nghe đến đây, mẹ chồng Đức Hạnh giải thích cho ông Ibrahim. Khi đó ông phải phẫu thuật gấp, chính Jai đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất đến viện. Mẹ chồng cô cũng có gây ấn tượng tốt với chàng trai trẻ này, không chỉ có sự nghiệp thành công, cũng có thể thấy rằng chàng trai đó rất tốt với Sarah. Đối với vấn đề này, mẹ chồng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của Sarah. Bà chỉ muốn cô ấy được hạnh phúc mà thôi. Còn ông Ibrahim cũng không nói gì nhiều. Ông tôn trọng đối với sự lựa chọn của Sarah. Đợi đến khi Sarah đã rời đi, ông ấy nhìn vô cùng trầm tư. Mẹ chồng cũ Sarah thấy vậy liền nói đỡ rằng Jai là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ cho cháu nội của ông có một cuộc sống hạnh phúc. Thấy vậy, ông Ibrahim liền bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông rất lo lắng về cháu trai của mình. Liệu thằng bé có thể thích nghi với sự thay đổi này không? Nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian dài với nhau, mẹ chồng cũ Sarah cũng đã hiểu rõ tính cách của cô. Bà tin là Sarah sẽ không bao giờ khiến cậu bé phải buồn cả. Vì vậy bây giờ mà họ có thể làm là không can thiệp vào bất cứ điều gì cả. Lúc này, Jai cũng vừa mới về đến nhà. Cô đã thấy Jai đang đợi mình bên ngoài cửa. Jai chủ động chào cậu bé, nhưng cậu bé dường như không thích lắm. Cậu bé liền ảnh của bố ra và kéo Sarah trở lại phòng. Sau đó treo bức ảnh lên trên tường. Cậu bé nhìn ảnh và cười rất tươi, cố tình nói với Sarah rằng bố sẽ luôn dõi theo con. Bố luôn luôn ở bên mẹ con mình, không bao giờ rời đi cả. Những từ tưởng chừng đơn giản này, nhưng nó khiến Sarah cảm thấy nặng nề. Cô ấy không biết phải làm gì tiếp theo cả. Làm thế nào để đối mặt với tình cảm Jai? Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Sarah bước ra ngoài. Mục đích đến đây của Jai chính là anh muốn giải thích với Sarah vì thông báo đột ngột của mẹ anh. Đến chính bản thân anh cũng rất ngạc nhiên. Anh cũng biết nó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Sarah. Jai đổ lỗi tất cả những điều này là do mình. Không biết Jai đã phải nói bao lời xin lỗi rồi. Điều này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Sarah. Nhưng Jai cũng hứa rằng anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện. Nghe đến đây, Sarah chỉ nói một câu rằng đó không chỉ là lỗi của mẹ anh. Có lẽ chúng ta không nên có những hoang tưởng như thế. Câu này tương đương với việc từ chối Jai một cách trá hình. Bây giờ tâm trạng Jai vô cùng lẫn lộn.
ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Kể từ khi gặp Sarah, anh đã hiểu ra một điều là gặp người mình thích đừng dễ dàng buông tay. Anh tin rằng anh có thể đem lại cho em hạnh phúc. Cả đời anh yêu nhất chỉ có mỗi mình em thôi. Sau đó Jai còn nói về con trai của Sarah nữa. Cậu bé cần có một người cha trong đời, chứ không phải đơn thuần chỉ có mỗi mình mẹ. Lời nói đầy chân thành này của Jai đã cho Sarah sự tự tin trở lại. Sarah còn một việc nữa cần phải giải quyết, đó là vấn đề làm lành đối với bạn thân của cô. Dù gì thì hai người họ đã là bạn trong nhiều năm qua. Sarah không muốn buông bỏ tình bạn này, và bạn thân cô cuối cùng đã nói ra lòng mình. Carol gần đây rất thờ ơ với cô. Cô ấy không biết tại sao cả. Bây giờ điều đó làm cho cô cảm thấy không có tâm trạng để làm việc. Sarah cũng chỉ biết đứng bên an ủi bạn mình. Trong khi cả hai đang nói chuyện, Jai tình cờ ở bên ngoài, nhìn cảnh hai người nói chuyện với nhau. Đoán là câu chuyện có liên quan đến Carol. Khi tham quan công trường, Jai đã đi thẳng vào vấn đề. Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Aru không? Carol gật đầu ngay lập tức. Jai tiếp tục hỏi, điều này có liên quan gì đến cậu không? Nhưng Carol đã phớt lờ đi. Anh nói Jai hãy lo chuyện của bản thân tốt đi đã. Rõ ràng rằng trên phương diện tình cảm, hai người có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Jai cảnh báo Carol rằng đừng tự tiện làm tổn thương cảm xúc của người khác. Nếu như đã thích người ta, vậy thì dũng cảm theo đuổi đi, còn không yêu thì buông tha cho họ. Ngay khi Jai đang bận giải quyết các vấn đề khác nhau khác, thì sự cố lại xảy ra. Đối thủ cạnh tranh của anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Họ đã có một âm mưu chống lại Jai một cách bí mật. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ đã tìm thấy một bước đột phá. Một đội trưởng công trình xây dựng đã bị tiền làm mờ mắt, chấp nhận rủi ro, đồng ý hợp tác với đối thủ cạnh tranh của Jai. Bí mật đột nhập cơ sở an ninh tại hiện trường. Một khi có nguy cơ mất an toàn, Jai sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận để có thể theo đuổi được Sarah. Cho dù bận như thế nào đi chăng nữa, Jai vẫn dành thời gian đi ăn tối cùng cô ấy. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, một âm mưu chống lại anh đang lặng lẽ đến gần. Dự án của anh đột nhiên gặp sự cố. Nhiều công nhân bị thương nặng, tình hình vô cùng nghiêm trọng, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Khi Jai nghe tin này, anh vội vã lao đến hiện trường. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương. Một trong số họ bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Nhưng tai nạn này xảy ra vô cùng khó hiểu. Jai nghi ngờ rằng ai đó đã cố tình làm điều đó. Bởi vì các biện pháp an ninh của họ luôn trong trạng thái an toàn. Tất cả các thiết bị đều được lựa chọn nghiêm ngặt. Nghĩ vậy anh liền yêu cầu cấp dưới của mình đi điều tra chuyện này. Ngay khi anh chuẩn bị đến bệnh viện, đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Sarah. Không lâu sau vụ tai nạn, nhiều phóng viên ngay lập tức nhận được thông tin. Bây giờ tin này đã ở trang nhất của các mạng xã hội. Điều này càng khiến Jai đa nghi hơn. Sarah dặn dò Jai cố gắng giữ bình tĩnh, còn cô ấy sẽ giúp anh giải quyết các vấn đề của công ty, để Jai có thời gian đến bệnh viện để thăm những người bị thương. Trong số những công nhân bị thương nặng, có một người vừa mới cưới vợ chưa được bao lâu. Jai nghe vậy liền cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh khuyên người vợ đừng lo lắng quá. Mọi chi phí đều do anh ấy chi trả hết. Nếu không chữa được ở trong nước, anh sẽ đưa chồng của cô ra nước ngoài để điều trị. Sau một thời gian dài chờ đợi, ca phẫu thuật cuối cùng đã hoàn thành. Nhưng người đàn ông đó vẫn đang trong cơn nguy kịch, vẫn cần phải tiếp tục quan sát thêm. Jai không biết phải làm gì lúc này cả. Anh nhờ thư ký an ủi người vợ, nếu như có chuyện gì hãy liên lạc với anh ngay. Và nếu như người đàn ông đó vẫn nguy kịch thì anh sẽ liên hệ bệnh viện nước ngoài. Không cần phải quan tâm đến giá cả, cứu người là quan trọng nhất. Sau khi sắp xếp các vấn đề của bệnh viện, Jai trở lại địa điểm dự án một lần nữa. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, tốc độ điều tra của cấp dưới rất nhanh. Họ phát hiện ra rằng có vấn đề với dây an toàn. Vết nứt trên đai an toàn rất bé, rõ ràng là do con người tạo ra. Cậu nói xem liệu đây có phải là cố tình không? Theo như báo cáo thì rất có khả năng là như thế. Đồng thời lúc này cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, rất nhanh họ cũng đã tìm ra lỗ hổng. Hôm nay có một người công nhân không đến làm việc. Nghe vậy Jai đã chắc chắn rằng việc người công nhân đó mất tích không phải là sự trùng hợp. Anh bảo cấp dưới hãy phái người đi tìm tung tích của công nhân đó ngay. Rồi anh quay trở lại bệnh viện, nhìn thấy người nhà bệnh nhân đau khổ. Jai cũng rất buồn, anh quyết tâm phải tìm ra ai đứng giật dây phía sau. Để anh có thể cho những công nhân một lời giải thích, thật trùng hợp, lúc này thuộc hạ đến báo rằng cảnh sát đã bắt được công nhân mất tích đó. Thông qua thẩm vấn, bên kia thừa nhận bị xúi dục, nhưng không phải là đối thủ cạnh tranh xúi dục. Người xúi dục là nhà cung cấp đã đe dọa Sarah trước đây, nhưng Jai biết rất rõ mối quan hệ giữa họ. Rõ ràng là do đối thủ cạnh tranh của anh đã làm ra điều này. Bây giờ anh ấy đang rất tức giận. Anh đưa Carol đi thẳng đến công ty đối thủ. Vừa mới vào đã nói một câu rằng, hãy nghe kỹ những lời tôi nói đây. Tại sao anh làm điều này? Nhưng Fires vẫn tỏ ra cái vẻ là không hiểu chuyện gì. Còn bảo Jai muốn buộc tội ai thì phải có bằng chứng. Thấy thái độ kiêu ngạo của đối phương, Jai không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi chỉ nói với anh đúng một chuyện thôi. Hy vọng là người công nhân đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu không tôi sẽ khiến anh bay màu khỏi thế giới này đó. Nhưng sau khi Jai bình tĩnh lại, anh luôn có cảm giác rằng đó là Fires dường như có thù oán với gia đình nhà anh thì phải. Anh ta làm như thế không chỉ đơn giản là vì muốn cạnh tranh. Nó giống với việc trả thù hơn thì phải. Buổi sáng sau khi thức giấc, việc đầu tiên Jai làm đó là
gọi điện cho Sarah và nói anh yêu em. Không ngờ rằng suýt chút nữa anh đã mất mạng. Một chiếc xe đột nhiên xuất hiện. Giai nhận ra có gì đó không ổn. Ngay lập tức người trong xe lôi ra một khẩu súng. Sau đó bóp cò không do dự. Một tiếng súng nổ vang trời. Giai nằm gục xuống dưới đất. Anh đau đớn kêu lên, nhưng bên kia vẫn không muốn tha cho anh. Họ tiếp tục bắn thêm vài lượt đạn. Giai cắn răng chịu đựng nỗi đau để ngẩng mặt lên. Anh muốn nhìn rõ mặt đối phương xem họ là ai. Nhưng cuối cùng anh vẫn ngất lịm đi. Lúc này, Sarah đang đứng bên đường. Tình cờ một chiếc xe hơi sang trọng đi ngang qua. Cô nghĩ rằng Giai lần này lại bày trò chơi đùa với mình, nên liền lấy điện thoại ra. Nhưng gọi thế nào thì đầu dây bên kia vẫn không nhấc máy. Điều này khiến Sarah cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là hai người vừa thỏa thuận xong. 10 phút nữa là Giai sẽ tới đón cô. Nhưng đã chờ hồi lâu rồi vẫn không thấy Giai đâu cả. Sarah cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được. Người đàn ông vừa mới nói chuyện điện thoại với mình xong. Trong giây tiếp theo, anh đã bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Rất nhanh cấp dưới của Giai đã biết được tin này. Họ thông báo ngay cho Karim. Dù gì thì hai người họ cũng là anh em trong nhiều năm qua rồi. Thậm chí còn cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau trải qua muôn vàn hiểm nguy. Lần này Giai bị hại, khiến cho lòng Karim càng thêm nặng trĩu. Sau khi cấp dưới thông báo cho Karim xong, họ cũng đã nói tin này cho Sarah biết. Dường như là cùng một thời gian, mẹ của Giai cũng nhận được tin này. Không có thời gian để suy nghĩ điều gì cả. Mọi người đều vội vã đến bệnh viện, nhưng may thay, sau nhiều giờ phẫu thuật, Giai đã tạm thời qua cơn nguy kịch, viên đạn trúng gần vai của anh. Bây giờ đã được lấy ra thành công, còn việc khi nào Giai sẽ tỉnh lại, thì các bác sĩ cũng không thể chắc chắn được. Nhưng ngay cả như vậy, thì đây cũng là tin vui cho mọi người. Đúng lúc này, cảnh sát cũng đã đến bệnh viện. Thông qua việc lấy thông tin lời khai từ những người xung quanh, họ điều tra được rằng bên kia đã chờ đợi Giai rất lâu rồi. Đến khi Giai xuất hiện, họ liền vội vã bắn liền 3 phát đạn. Bây giờ có thể đưa kết luận rằng đó là một sự trả thù được tính toán trước. Ngay khi cảnh sát đưa ra nhận định này, đã khơi dậy nghi ngờ của Karim. Trong lòng anh sớm đã có kẻ tình nghi. Cách đây không lâu, anh ấy và Giai đã từng đến công ty của đối thủ cạnh tranh. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng chỉ ra Fires là kẻ đứng sau chuyện này, nhưng Karim vẫn quyết định đối đầu với anh ta. Nhưng Karim chỉ đoán đúng có một nửa mà thôi. Điều này đúng là do nhà cung cấp đã làm, nhưng anh ta không phải theo lệnh của đối thủ cạnh tranh. Sau sự cố tại công trường, Fires không hài lòng với cách tiếp cận của anh ta. Fires cho rằng chính anh ta đã đẩy mâu thuẫn về phía mình. Anh ta ngay lập tức dẫn cấp dưới của mình dạy cho nhà cung cấp một bài học, để sau này anh ta có làm việc thì cố gắng động não một chút, đừng có mà để người khác nắm được thóp như thế. Nhưng chính cách này làm cho nhà cung cấp cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy, anh ta cố tình tấn công Giai, sau đó để cảnh sát vào cuộc điều tra. Nếu như cảnh sát tra ra được thủ phạm là anh, thì anh sẽ đem mọi chuyện kể ra hết. Bản thân anh cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của Fires mà thôi. Điều này có nghĩa là từ bây giờ trở đi, mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt. Thật trùng hợp. Khi Fires cúp điện thoại, Karim tức giận tìm đến. Nhưng lần này Fires vô cùng bình tĩnh. Anh kể tất cả mọi việc cho Karim nghe. Và anh cũng thể rằng việc Giai bị hại không hề liên quan đến mình. Nhưng điều kỳ lạ là Fires dường như không muốn nhìn thấy Giai tổn thương thì phải. Thấy cuộc điều tra bị đình trệ, hy vọng duy nhất bây giờ đó là Giai phải nhanh chóng tỉnh lại. Sau một thời gian dài chờ đợi, y tá thông báo rằng Giai đã tỉnh lại rồi. Nhưng anh ấy yêu cầu gặp duy nhất một người. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, người này chính là Sarah. Tại thời điểm này, Sarah cuối cùng đã nhận ra rằng cô đã yêu Giai mất rồi. Khi hay tin anh bị bắn, cô đã nghĩ mình sẽ mất Giai mãi mãi. Lúc mà em đứng ở cửa phòng phẫu thuật đợi anh, em đã quyết định rồi. Em rất sợ sẽ mất đi anh. Anh mau khỏe lại nhé, còn đưa em đi ăn sáng nữa. Lúc này công an cũng tiến vào phòng bệnh. Họ cần phải lấy khẩu cung của Giai. Thấy vậy, Sarah đã biết y đi ra ngoài. Cô đã chủ động nói với mẹ của Giai rằng anh ấy đang trong tình trạng tốt. Anh ấy còn nói muốn gặp cô. Nhưng cảnh sát lại cần lấy khẩu cung của anh ấy. Thông qua câu nói này, có thể chắc chắn rằng Sarah không quan tâm mẹ của Giai nghĩ gì về mình cả. Miễn là Giai bình an vô sự là đủ rồi. Nhưng có một vấn đề khác, đó là sự an toàn của Sarah và con trai của cô. Theo yêu cầu của Giai, Karim và cấp dưới của anh ấy sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ hai mẹ con Sarah, ngăn chặn các nhà cung cấp hành động tiếp tục làm phiền cô. Giai không muốn nhìn thấy Sarah bị tổn thương. Cách làm này của Giai một lần nữa chứng minh rằng anh ấy thực sự rất yêu Sarah. Azu cũng đang khuyên Sarah rằng anh ấy yêu cậu và cũng rất quan tâm đến cậu. Chỉ có người yêu cậu mới làm điều đó vì cậu mà thôi. Nhưng điều không ai có thể ngờ tới là khi Azu vừa về tới nhà thì có một bóng người xuất hiện phía sau cô. Giai từng ra giá $250,000 để Sarah có thể ngủ với anh một tối. Nhưng dần dần họ đã phải lòng nhau. Lúc này Giai đang nằm trong viện sau cơn nguy kịch. Nhưng ngay cả như vậy, anh ấy vẫn lo lắng cho sự an toàn của Sarah. Sắp xếp cấp dưới của mình ở cạnh Sarah 24/24. Nhưng anh không bao giờ nghĩ được rằng huynh đệ tốt của mình là Karim cũng phải lòng Sarah rồi. Lúc này Karim do dự một lúc lâu.
sau đó mới hỏi câu hỏi đã khiến anh băn khoăn trong suốt thời gian qua. Em yêu cậu ấy không? Em nghĩ là có. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Sarah, Karim liền cảm thấy có chút thất vọng, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Jai bây giờ đã khỏe hơn rồi. Và Sarah cuối cùng đã nói tình cảm của mình. Đó là một điều tốt cho tất cả mọi người. Đột nhiên Sarah thay đổi cách nói chuyện. Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ không chia cắt đôi uyên ương đâu. Nghe vậy Sarah liền nhanh chóng giải thích rằng những gì cô đang hỏi là giữa Aru và Karim. Karim lúc này mới chợt nhận ra, từ trước đến nay Sarah chưa từng có tình cảm với anh, cho đến bây giờ cô ấy vẫn đang nghĩ thay cho Aru. Nhưng đối mặt với vấn đề này, Karim cũng rất bất lực. Trước hết, anh ấy thừa nhận rằng Aru là một cô gái tốt, nhưng tất cả là lỗi của anh ấy. Anh ấy không thể ép mình yêu một người mà anh không có tình cảm được. Karim đã nói vậy thì Sarah cũng chẳng còn biết nói gì cả. Sau khi Sarah bước đi, Karim liền lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng anh ấy không cơ hội để suy nghĩ về điều đó. Công an đang điều tra nội gián của công ty, người ta nghi ngờ rằng Aiza cũng liên quan đến vụ việc này. Sau khi bị Jai điều tra ra thân phận thật, nhưng anh ấy cũng không truy cứu đến cùng, anh chỉ đơn giản là sa thải Aiza mà thôi. Lần này Jai bị ám sát một cách bất ngờ, cảnh sát có lý do chính đáng để nghi ngờ cô ta. Đối mặt với cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Aiza chỉ biết nói sự thật rằng cô không hề tham gia vào vấn đề này và lý do hợp tác với nhà cung cấp trước đây. Lý do đơn giản không phải là vì tiền, phần lớn là cô ta muốn trả thù Karim. Hóa ra khi Karim định tỏ tình với Sarah, sự xuất hiện đột ngột của Jai đã phá hủy tất cả. Trong cơn tức giận, Karim đã uống rất nhiều rượu và qua đêm trên thuyền với một người phụ nữ, người đó là Aiza. Nhưng ngày hôm sau, Karim vẫn giữ cho mình cái phong thái ngày trước, anh phớt lờ cô, còn bảo Aiza rằng hãy quên chuyện tối hôm đó đi. Lời nói này đã làm tổn thương đến Aiza. Đó là lý do tại sao cô lên kế hoạch trả thù Karim. Nhưng những người bị Karim làm tổn thương không chỉ có mình cô, còn có một người khác nữa, đó chính là Aiza. Tối nay khi cô đang định về nhà, thì một bóng người bí ẩn lặng lẽ tiến đến. Aiza quay lưng nhìn lại, phát hiện ra rằng bên kia là người yêu cũ của mình. Người yêu cũ của Aiza vô cùng chán nản, anh cầu xin Aiza cho anh ở nhờ vài hôm. Khi tìm được nhà ở, anh ta chắc chắn sẽ dọn ra ngoài. Nhớ về những kỷ niệm ngày xưa của hai người, Aiza đành gật đầu đồng ý. Lúc này tin tức của Jai cũng đang phát trên TV. Mẹ chồng cũ sau khi nhìn thấy đã nhanh chóng gọi điện cho Sarah, hỏi xem tình hình Jai bây giờ thế nào rồi. Nếu có nhu cầu cần giúp đỡ, thì hãy gọi ngay cho bà. Những lời này khiến Sarah cảm thấy rất ấm áp. Cô dặn mẹ chồng đừng quá lo lắng, bây giờ cô đang rất an toàn. Jai đã bố trí nhiều người canh gác gần nhà cô. Nghe vậy mẹ chồng cô mới tạm yên tâm. Bà cũng đề xuất việc mình muốn đến thăm Jai. Nhưng khi hai người đang nói chuyện thì lại có sự cố xảy ra. Đối thủ cạnh tranh đã tìm ra vị trí của nhà cung cấp. Sau một thời gian dài do dự, Fyrus đã gọi điện cho Karim. Vừa mới nhấc máy, Fyrus đã nói rằng, để chứng minh rằng chúng tôi không liên quan đến vấn đề này, tôi sẽ cho anh biết địa chỉ của hắn ta ngay bây giờ. Nhưng điều này khiến cho Karim vô cùng bối rối. Anh ấy biết đối thủ cạnh tranh của mình sẽ không tử tế như vậy. Nhưng Fyrus chẳng hề quan tâm tới điều đó. Nếu như anh không yên tâm, vậy thì hãy đưa cảnh sát đi cùng cũng được. Nhưng khi họ khởi hành, nhà cung cấp lúc này nhận được một cuộc gọi bí ẩn. Đầu dây bên kia nhắc nhở anh ta rằng mau chạy đi, cảnh sát đang trên đường đến chỗ anh ta rồi. Sau khi Karim đưa cảnh sát đến đây, thì nhà cung cấp cũng đã bỏ trốn từ lâu rồi. Anh ta chỉ để lại một ghi chú trên giấy rằng, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, tất cả đều do đối thủ lên kế hoạch, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Jai và Karim cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Jai từ lâu đã biết rằng chuyện này không hề đơn giản. Anh dặn Karim hãy chú ý an toàn một chút, vì họ đã dám tấn công anh, vậy thì Karim cũng sẽ là mục tiêu của họ. Sau đó, anh nhờ Karim đưa Sarah đến biệt thự ở ngoại ô và dặn Karim đừng nói với ai chuyện này cả. Đối với Jai mà nói thì Sarah và Karim đều là những người thân thiết nhất của anh ấy. Lúc này, Sarah đưa gia đình chồng cũ của mình vào thăm Jai. Trước sự quan tâm của ông Ibrahim, Jai vẫn nói đùa rằng hình như chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở bệnh viện thì phải. Rõ ràng rằng Jai rất sẵn lòng đón nhận gia đình chồng cũ của Sarah. Anh làm thế cũng là vì Sarah. Sau khi tiễn mọi người đi, cả hai họ mới có khoảng thời gian riêng của mình. Jai nắm chặt tay Sarah và nói rằng anh dặn Karim đưa em và con đến biệt thự ở ngoại ô. Chỉ có làm như thế thì anh mới yên tâm được. Bây giờ anh ấy đang nằm trên giường bệnh và không thể làm bất cứ điều gì cả. Anh cũng không muốn nhìn thấy Sarah bị tổn thương. Nhưng Sarah nhất quyết đòi ở lại đây với Jai. Cô vốn định gửi con về nhà bố mẹ chồng cũ. Nhưng ai có thể nghĩ rằng đây vốn dĩ là một ý tốt. Nhưng cậu bé luôn tỏ ra không hài lòng với Jai. Con không muốn mẹ lấy xếp của mẹ đâu. Nghe thấy cháu nói vậy, ông bà nội liền lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Mẹ đơn thân với lương tháng chỉ vài trăm đô, nhưng lại được sống trong căn biệt thự sang trọng trị giá hàng chục triệu. Công việc hàng ngày chỉ là uống, trà nói chuyện với sếp mình. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cuộc sống mà mọi phụ nữ đều khao khát có được. Jai lúc này đang cười rất hạnh phúc. Lý do tại sao anh ấy được xuất viện sớm
đó là vì anh muốn sống cùng với Sarah, anh muốn tự mình bảo vệ cho cô ấy. Nhưng vào ngày chuyển nhà, con trai của Sarah vội vã nói với mẹ rằng, con không muốn đến biệt thự của chú dài đâu. Nghe vậy, Sarah chỉ có thể cố gắng hết sức để xoa dịu con mình. Nếu như con thực sự không muốn đi, vậy thì chúng ta thích về lúc nào cũng được. Sau đó, cô cầm tay con và chuẩn bị lên đường. Khi hai mẹ con vừa ra khỏi cửa, đã thấy dài đứng đợi họ trước nhà rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy ẩn tình, còn cậu bé thì thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cố ý thu hút sự chú ý của hai người, vì lý do an toàn họ vội vã di chuyển đến căn biệt thự ngoại ô. Nhưng khi họ vừa rời đi, nhân viên bảo vệ có biểu hiện rất lạ. Anh ta lập tức quay số điện thoại của kẻ đã tấn công Jai, nói rằng bản thân mình đã được sắp xếp ở lại công ty, nên cũng không rõ Jai đã đi đâu. Nhưng đối với tất cả điều này Jai chẳng hề hay biết. Nhưng anh vẫn rất thận trọng, anh dặn Karim không được tiết lộ nơi ở của mình. Thời gian tới mọi việc trong công ty sẽ do Karim quản lý, và hãy chọn ra những người cấp dưới đáng tin nhất. 24 giờ đều bảo vệ xung quanh biệt thự. So với sự an toàn của chính bản thân mình, anh ấy muốn bảo vệ Sarah và con của cô ấy hơn. Dù cậu bé không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng Jai thực sự muốn đến gần cậu bé, để họ có thêm thời gian hiểu về nhau hơn. Và cậu bé không phản kháng như lúc đầu nữa. Cậu bé hỏi Jai xem vết thương có đau không, sau đó còn động viên Jai nữa. Rồi trước giọng điệu của người lớn nói rằng, ngày còn nhỏ cháu cũng bị ngã xe đạp, cả chân toàn là vết thương, nhưng rồi các vết thương đó cũng sẽ lành lại thôi. Sau đó cậu bé cho Jai xem vết thương ngày ấy. Rõ ràng là sau khi tiếp xúc với nhau vài ngày, cậu bé không còn e dè Jai nữa. Jai chủ động nói rằng anh sẽ cho cậu bé xem đồ chơi của mình. Đây là nơi anh sống khi còn nhỏ. Căn phòng đầy những câu đố. Jai lấy đồ chơi yêu thích của mình ra, sau đó kể chuyện cho cậu bé nghe. Còn Sarah thì lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn vào sự hòa hợp giữa hai người. Cô ấy chắc hẳn là đang vô cùng hạnh phúc. Jai bất chợt quay lại nhìn Sarah. Rõ ràng là nếu như anh muốn ở bên Sarah, thì cậu bé là điểm quan trọng nhất. Nhưng xét theo hành động của Jai, thì anh ấy yêu con trai Sarah từ tận đáy lòng. Nhìn cậu bé chạy trong vườn, Jai dường như nhìn thấy mình khi còn tấm bé. Sarah chu đáo mang cà phê cho anh. Họ tận hưởng thời gian bên nhau hiếm có. Trong mắt người khác, việc Jai bị thương là việc vô cùng tồi tệ. Nhưng đối với bản thân Jai mà nói thì cuộc sống này là những gì anh ấy muốn. Mỗi ngày anh được ngồi trong sân với người thân yêu của mình, nhìn đàn con bé bỏng nô đùa. Hạnh phúc này là thứ không thể mua được bằng tiền. Và đây là lần đầu tiên anh nói về bản thân mình. Ngôi nhà này chứa đựng biết bao kỷ niệm của anh. Mỗi lần anh đến đây, anh đều nghĩ về người cha đã khuất của mình. Anh ấy biết rõ rằng là đối với một cậu bé, người cha quan trọng như thế nào. Đó là lý do tại sao anh ấy có thể hiểu con trai của Sarah. Jai cứ miệt mài kể về cuộc sống của mình, còn Sarah thì im lặng lắng nghe. Có lẽ đây là cách tốt nhất để hòa hợp với người mình yêu. Em thích anh cởi mở với em như thế này, thật tốt. Có lẽ là do nơi này có một ý nghĩa rất lớn đối với anh. Kể từ khi cha Jai qua đời, anh không bao giờ đề cập đến chuyện này với người khác cả. Anh ấy chỉ làm việc chăm chỉ mỗi ngày, để bản thân không nghĩ về những điều buồn bã. Sau đó Sarah mới nhận ra rằng, người đàn ông có vẻ mạnh mẽ này, trái tim anh cũng mong manh. Anh ấy cũng cần một ai đó để anh ấy có thể dựa vào. Trụ cột tinh thần hiện tại của Jai chính là Sarah. Nhưng khi mọi thứ đang đi đúng hướng, thì lại có sự cố xảy ra. Các nhân viên bảo vệ vẫn đang điều tra về nơi ở của Jai. Họ cố tình tìm đến nhà Azu, hỏi xem hai người họ đã đi đâu. May mắn thay Azu cũng không nói ra điều gì cả. Tuy nhiên thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mẹ của Jai đã dọn dẹp phòng của anh, nhưng mãi mà bà chẳng thấy Jai trở về. Lập tức bấm điện thoại hỏi anh bây giờ đang ở đâu. Jai cũng chẳng hề giấu giếm, anh nói với mẹ rằng mình rất ổn. Anh và Sarah đang sống trong biệt thự ngoại ô. Khi nghe Jai nói vậy, mặc dù ngoài mặt mẹ không nói nhiều, nhưng hình như bà cảm thấy hơi khó chịu. Nhiều năm qua Jai đã sống dưới sự kiểm soát của bà, bây giờ đột nhiên một người phụ nữ xuất hiện đã thu hút sự chú ý của con trai bà. Điều này làm bà cảm thấy rất khó chịu. Sự thù địch lại ngày càng tăng đối với Sarah. Phần 1 đến đây là kết thúc. Mời bạn nhấn vào link ở trên màn hình để xem tiếp phần 2 nhé. Sau đây xin giới thiệu tới bạn một bộ phim. Lucia sinh ra trong một khu ổ chuột, bị đại gia 70 tuổi Leon Carvajal nhìn trúng, rước vào căn biệt thự hàng trăm triệu peso, bình thường đi lại có xe riêng đưa đón. Đại gia còn chi ra 10 triệu peso mua lại đài truyền hình, chỉ để tẩy trắng cho quá khứ bi thảm của cô. Vì để cô vui, đại gia còn dùng máy bay tư nhân dẫn cô đi ăn những nhà hàng kiểu Âu cao cấp nhất.